Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con ạ. Nam mô Bích Thầy ạ. Ukka sa mayang phan tê ti sa ra ne na sa ha a thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma du ti yam bi mayang phan tê ti sa ra ne na sa ha a thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma tati yam bi mayang phante tisarane nasaha atang gasaman nagatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung đấng chánh biên tri. Buddhang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyambi Buddhang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyambi Buddhang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi Dhammang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyambi Dhammang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyambi Sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Dutiyambi Sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyambi Buddhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi
Phụt thăng xa đánh năng gạch cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tati yam bi tham măng saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tati yam bi tham măng saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tati yam bi sanghang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tati yam bi sanghang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng. Ba na ti ba ta về ra ma ni sik kha ba năng samma di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Bà na ti bà ta về cha ma ni sik kha ba đăng samma di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna da na về ra ma ni sik kha ba đăng samma di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana we chamani sikha padang sammadiya mi, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Apramacariya we ramani sikha padang sammadiya mi, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Abrahmacharya ve chamani sikha padang sammadiya mi, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada ve ramani sikha padang sammadiya mi, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada ve chamani sikha padang sammadiya mi, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura me rayamachappamadathana ve ramani sikha padang sammadiya mi, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura me shayamachappamadathana ve chamani sikha padang sammadiya mi, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikala phu sana ve ramani sikha padang sammadiya mi, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapocana vechamani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacchagita vadita visu kadasana ma la gantha vide bata tharana mandana vipu sanathana về ramani sikha padang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacchagita wa dita visu kadasana mala gan thawi le panatha chana man dana vifu sanathana về chamani sikha padang sammadiya mi, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucca siddham maha sayana về ramani sikha padang sammadiya mi, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang.
Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tòa cao sang. Íp măng át thăng gắt sám mạnh nà gắt tăng Bút tá bánh nhắc tăng Úc bồ sát thăng Íp măng chá rát tình Íp măng chá đi hoa sang Sám mạ đê hoa à phí rá kích tùm Sám mạ đi yá mê. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha bada na ubo si vala se na iman jaratan na iman jidivasang sa tugang katawa akmamade na sapma harakitabang. Chư Phật tử đưa thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì, trọn ngày nay về đêm nay chẳng nên dễ vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si lê na su ga tân dân tí, si lê na phu ga sa ma đa, si lê na nip bộ tân dân tí, ta sa ma si lăng vi su. Tha dê, người giữ giới hằng được phú túc, mãn chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc nip bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thụ lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bào từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bào đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangala rakkhantu sabba devata sabba buddha na phavena sada sati phavantu te. Bhagavato sabba mangala rakkhantu sabba devata sabba dhamma na phavena sada sati phavantu te. Bhagavato sabba mangala rakkhantu sabba devata sabba sangha na phavena sada sati phavantu te. Tất cả phước ban có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ lành thai, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con thành kính đảnh lễ ngài Tuệ Siêu, con thành kính đảnh lễ đại đức Tuệ Tri cùng chư tôn đức.
Dạ sa thú, kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam Bích Tha dạ. Dạ. Nam Mô Bụt Tha Giá, đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên Po Talk mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng. Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nguyên Thông thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả các đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2020 Phật lịch 2564, đề tài hôm nay là giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích do tỳ kheo Giác Đẳng, bài số 28, Đại Kinh Dấu Chân Voi, Mahāhatthīpāda Paramasutta, phân đoạn 141 đến 143 sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Dạ con kính mời sư Tuệ Siêu xin nói lời dẫn nhập vào cái bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính mời Thượng Tọa Tuệ Siêu. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Đại Tướng Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta cùng học về cái bài kinh với tựa đề là dấu chân voi, ví dụ dấu chân voi. Nhưng đây là đại kinh. Hôm qua kinh Tượng Tích Dụ tiểu kinh ngắn hơn và do Pilotika đã nêu ra cái thí dụ về dấu chân voi để tán thán Đức Phật. Còn hôm nay thì có khác hơn. Là tôn giả Sariputta, ngài nói đến cái dấu chân voi để ngày ví dụ là cái giáo lý tứ đế, bởi vì giáo lý tứ đế là nó bao gồm toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Bởi vậy ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật ngài thuyết về giáo lý tứ đế cho năm thầy Kiều Trần Như lãnh hội giáo pháp đầu tiên. Nhưng có điểm đặc biệt ở đây là tôn giả Sariputta ngài ví dụ về dấu chân voi là cái giáo lý tứ đế, nhưng rồi ngài lại hướng các vị tỳ kheo qua một cái phương pháp tu tập để quán vô thường, tùy niệm Phật hay là quán vô ngã, vân vân. Cho nên cái bài kinh Tượng Tích Dụ Đại Kinh này
nó có cái điểm đặc biệt khác hơn cái tượng tích dụ tiểu kinh mà ngày hôm qua chúng ta đã học. Và rất hoan hỷ hôm nay bài kinh này sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng Vi Dẫn Sư của ngày thứ tư sẽ trình bày giảng giải. Bây giờ trước tiên mời Sư Nguyên Thông đọc cho chánh kinh. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con xin được đọc chánh kinh theo lời dạy Thượng tọa Tỳ Siêu. Bài kinh hôm nay là bài kinh Đại Kinh Vũ Dấu Chân Voi, Maha Hathipado Pamasutta, phân đoạn 141 đến 143. Gọi là Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi, Maha Hathipado Pamasutta, vì lấy từ một thí dụ làm tiền đề cho pháp thoại. Bài kinh này có Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi là vì tương đối dài hơn so với bài kinh trước đây, cũng lấy dấu chân voi làm thí dụ nhưng ngắn hơn, mang tên là Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi. Trong một pháp thoại thường xuyên cho tỳ kheo ở chùa Kỳ Viên Savatthi, tôn giả Sariputta mở đầu với ví dụ như dấu chân voi lớn hơn những dấu chân khác của các con vật trong rừng. Thì giáo lý tứ diệu đế cũng bao trùm những giáo nghĩa khác trong Phật giáo. Điểm đặc biệt của bài pháp này là tôn giả Sariputta thay vì giảng rộng ý nghĩa của tứ đế thì ngài hướng chư tăng vào sự tu tập cụ thể dựa trên quán niệm về năm thủ quẩn, bốn đại chủng và hiện tượng duyên khởi. 141, toàn bộ giáo pháp của Đức Phật nằm trong tứ diệu đế. Với sự dẫn nhập gắn ngọn, tôn giả Sariputta đi tổng quan giáo lý đến chi tiết về cách quan sát tứ đại kinh văn. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, xá vệ tại Chetavana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathapin với các cấp cô độc ở đây, tôn giả Sariputta gọi các tỳ kheo: này các hiền giả tỳ kheo, thưa vâng hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: chư hiền giả, ví như tất cả dấu chân của một loại động vật đều thâu nhiếp trong dấu chân voi, vì dấu chân này được xem là lớn nhất trong tất cả dấu chân về phương diện to lớn. Cũng vậy, chư hiền giả, tất cả những thiện pháp đều tập trung vào bốn thánh đế. Thế nào là bốn thánh đế? Trong khổ thánh đế, trong khổ tập thánh đế, trong khổ diệt thánh đế, trong khổ diệt đạo thánh đế. Chư hiền, thế nào là khổ thánh đế? Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ ô não là khổ, điều gì cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ quẩn là khổ. Chư hiền, thế nào là năm thủ quẩn? Chính là sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn. Chư hiền, thế nào là sắc thủ quẩn? Bốn đại và sắc khởi lên từ bốn đại. Thế nào là đại? Chính là địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới. 142. Bốn đại chủng vật chất. Bốn đại chủng là bốn nguyên tố của vật chất theo Phật học và cũng được phổ cập trong văn hóa Ấn. Tứ đại trung tam tạng được đề cập với nhiều phạm trù từ bản thể cho đến thường thức. Trong bài kinh này, tứ đại được định nghĩa theo pháp hành cho những hành giả tu tập quán chiếu. Địa giới. Kinh văn chưa hiền, thế nào là địa giới? Có nội địa giới, có ngoại địa giới. Chư hiền, thế nào là nội địa giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng, bị chấp thủ như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, quỳnh, kết mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, mật đàm và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân. Thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng, bị chấp thủ, chư hiền như vậy, gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội địa giới và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa giới, cần phải như thật quan sát địa giới với chánh trí như sau: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Sau khi như thật quan sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yểm đi đối với địa giới,
tâm từ bỏ địa giới. Chư hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới dao động, trong thời ấy ngoại địa giới bị biến mất. Chư hiền, tánh vô thường của ngoại địa giới xưa ấy có thể nêu rõ, tánh hủy hoại có thể nêu rõ, tánh đoạn diệt có thể nêu rõ, tánh biến dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn gì đến thân thể yểu thọ do khác ái chấp thủ này? Ở đây không có gì để có thể nói là tôi là của tôi hay tôi là. Chư hiền, nếu có những người khác mắng nhiếc, chỉ trích, chọc tức, nhiễu não, tỳ kheo, vị ấy biết rõ như sao? Khổ thọ khởi lên nơi tôi, thọ này thuộc tai xúc chạm, thọ này do nhân duyên, không phải do nhân duyên. Do nhân duyên gì? Do nhân duyên xúc, vị ấy thấy xúc là vô thường, thấy thọ là vô thường, thấy tưởng là vô thường, thấy hành, vô thường, thấy thức là vô thường. Tâm của vị này hoan hỷ, thích thú, tỉnh chỉ, quyết định, tùy thuộc giới đối tượng. Chư hiền, nếu những người khác xử sự với tỳ kheo không có hoàn hảo, không có tốt đẹp, không có khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đá xúc chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm xúc chạm, vị ấy tuệ tri như sao? Sự thể của thân này là như vậy, nên tay có thể xúc chạm, đá có thể xúc chạm, gậy có thể xúc chạm, gươm có thể xúc chạm. Thế Tôn đã dạy như sao trong ví dụ cái cưa? Chư tỳ kheo, nếu có kẻ trộm cướp hạ tiện, lấy cái cưa, hai lưỡi cắt từng phần tay và chân. Nếu ai ở đây sanh ý phẫn nộ, người ấy không làm đúng lời ta dạy, ta sẽ tinh cần, tinh tấn, không giải đãi, niệm được an trú, không có loạn niệm, thân thể được khinh an, không có dao động, tâm được định tĩnh nhất tâm. Nay mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đá xúc chạm thân này, mặc cho gậy xúc chạm thân này, mặc cho gươm xúc chạm thân này, lời giải của chư Phật cần phải được thực hành. Chư hiền, tỳ kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, như xả tương ưng với thiện, không được an trú. Do vậy vị ấy bị dao động, bị dao độc mạnh, thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện, không được an trú. Chư hiền, ví như một người dâu khi thấy ông nhạc bị dao động, bị dao động mạnh, cũng vậy. Chư hiền, nếu tỳ kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện, không được an trú. Do vậy vị ấy bị dao động mạnh, thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện, không được an trú. Hiền, nếu tỳ kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, và xả tương ưng với thiện được an trú, thì tỳ kheo ấy được hoan hỷ. Chư hiền, đến mức độ này tỳ kheo đã làm thật nhiều thủy giới. Chư hiền, thế nào là thủy giới? Có nội thủy giới, có ngoại thủy giới. Chư hiền, thế nào là nội thủy giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ như mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Chư hiền, như vậy gọi là nội thủy giới. Những gì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy giới đều thuộc về thủy giới, cần phải như thật quan sát với thủy giới với chính trí tuệ như sao? Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Sau khi như thật quan sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yểm đi đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. Chư hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới dao động, nước cuốn trôi làng, cuốn trôi thị trấn, cuốn trôi thành phố, cuốn trôi xứ, cuốn trôi quốc độ. Chư hiền, một thời xảy ra như nước biển đại dương hạ thấp 100 do tuần, hạ thấp 200 do tuần, hạ thấp 300 do tuần, hạ thấp 100 do tuần, hạ thấp 500 do tuần, hạ thấp 600 do tuần, hạ thấp 700 do tuần. Chư hiền, một thời xảy ra khi nước biển đại dương dâng cao đến 7 cây ta la, dâng cao đến 6 cây ta la, dâng cao đến 5 cây ta la, dâng cao đến 4 cây ta la, dâng cao đến 3 cây ta la, dâng cao đến 2 cây ta la, dâng cao chỉ đến 1 cây ta la. Chư hiền, một thời xảy ra khi nước biển đại dương
cao đến 7 đầu người, cao đến 6 đầu người, dâng cao đến 5 đầu người, dâng cao đến 4 đầu người, dâng cao đến 3 đầu người, dâng cao đến 2 đầu người, dâng cao chỉ đến 1 đầu người. Chư hiền một thời xảy ra khi nước biển đại dương dâng cao đến nửa thân người, dâng cao đến hông, dâng cao chỉ đến đầu gối, dâng cao chỉ đến gót chân. Chư hiền một thời xảy ra khi nước biển đại dương không thể thấm ướt đốt ngón chân. Chư hiền tánh vô thường của ngoại thủy giới xưa ấy có thể nêu rõ, tánh quỷ hoại có thể nêu rõ, tánh đoạn diệt có thể nêu rõ, tánh biến dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn nói gì đến thân thể yếu thọ do khắc ái chấp thủ? Ở đây không có gì để có thể nói là tôi là của tôi hay tôi là. Chư thiền nếu có những người khác mắng nhiếc chỉ trích chọc tức nhiễu não tỳ kheo, quỷ ấy biết rõ như sao, vân vân như trên. Và xã tương ưng với thiện được an trú, chư hiền cho đến mức độ này, vị tỳ kheo ấy đã làm rất nhiều quả giới kinh văn. Chư hiền thế nào là quả giới? Có nội quả giới, có ngoại quả giới. Chư hiền thế nào là nội quả giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng bị chấp thủ? Như cái gì khiến cho hâm nóng, khiến cho quỷ hoại, khiến cho thiêu cháy? Cái gì khiến cho những vật được ăn uống nhai nếm có thể khéo tiêu hóa? Hay tất cả nhân vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng bị chấp thủ? Chư hiền như vậy gọi là nội quả giới. Những gì thuộc nội quả giới và những gì thuộc ngoại quả giới đều thuộc quả giới, cần phải như thật quan sát quả giới với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, và cái này không phải là tự ngã của tôi. Sau khi như thật quán sát quả giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yểm ly đối với quả giới, tâm từ bỏ quả giới. Chư hiền một thời xảy ra khi quả giới dao động, lửa thiêu cháy làng, thiêu cháy thị trấn, thiêu cháy thành phố, thiêu cháy xứ, thiêu cháy quốc độ, lửa cháy cho đến cuối hàng cây cối, cho đến cuối hàng đường lớn, cho đến cuối hàng chân núi, cho đến cuối hàng thủy biên, hay cho đến cuối hàng khu đất khả ái, rồi lửa bị tắt vì không nhiên liệu. Chư hiền một thời xảy ra khi loại người đi kiếm lửa phải dùng lông gà và dây gân. Chư hiền tánh vô thường của ngoại quả giới xưa ấy có thể nêu rõ, tánh quỷ hoại có thể nêu rõ, tánh đoạn diệt có thể nêu rõ, tánh biến dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn gọi, còn nói gì đến thân thể yểu thọ do khắc ái chấp thủ này? Ở đây không có gì để có thể nói là tôi là của tôi hay tôi là. Chư hiền nếu có những người khác mắng nhiếc chỉ trích chọc tức nhiễu não tỳ kheo, vị biết rõ như sao? Như trên. Và xả tương ứng với thiện được an trú, chư hiền cho đến mức độ này, vị tỳ kheo ấy đã làm thật nhiều kinh văn. Chư hiền thế nào gọi là phong giới? Có nội phong giới, có ngoại phong giới. Chư hiền thế nào gọi là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc động tánh bị chấp thủ? Như gió thổi lên, gió thổi xuống, gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thổi ngang qua các chi tiết tay chân, hơi thở vô, hơi thở ra, và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động bị chấp thủ. Chư hiền như vậy gọi là nội phong giới. Những gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc ngoại phong giới đều thuộc về phong giới, cần phải như thật quan sát phong giới với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Sau khi thấy như thật phong giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yểm ly đối với phong giới, tâm từ bỏ phong giới. Chư hiền một thời xảy ra khi ngoại phong giới dao động, gió thổi bay làng, thổi bay thị trấn, thổi bay thành phố, thổi bay xứ, thổi bay quốc độ. Chư hiền một thời xảy ra khi trong cuối mùa hạ, loài người tìm cầu gió nhờ cây ta la, nhờ cây quạt, và người ta không mong tìm được cỏ tại chỗ rạch nước chảy. Chư hiền tánh vô thường của ngoại phong giới xưa ấy có thể nêu rõ, tánh quỷ hoại có thể nêu rõ, tánh đoạn diệt có thể nêu rõ, tánh biến dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn nói gì đến thân thể yểu thọ do khác ái chấp thủ này? Ở đây không có gì để có thể nói là tôi là của tôi hay tôi là.
những điểm cần nhớ. Tứ đại được hiểu là bốn nguyên tố của vật chất cần được nhận thức với nhiều phạm trù khác nhau, từ cách nói đại loại cho đến vĩ mô, từ tự thân cho đến ngoại thân. Địa giới được định nghĩa ở đây là cái gì thô phù, kiên cứng đối với nội thân, thì những gì thuộc địa giới có thể kể là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, quỳnh, cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, mật đàm, mũ, máu, mồ hôi. Đối với ngoại thân có thể kể là đất, đá, cây, cỏ, núi non. Thủy giới được định nghĩa ở đây là cái gì thuộc nước, thuộc chất lỏng. Đối với nội thân có thể kể là mật đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu. Đối với ngoại thân có thể kể là nước của sông, hồ, biển cả, vân vân. Quả giới được định nghĩa ở đây là cái gì thuộc lửa, thuộc chất nóng. Đối với nội thân có thể kể là chất nóng giúp tiêu hóa chất ấm của cơ thể. Đối với ngoại thân có thể kể là lửa nấu nướng, lửa cháy rừng. Phong giới được định nghĩa ở đây là cái gì thuộc gió, thuộc động tánh. Đối với nội thân được kể là hở, khí vận hành. Đối với ngoại thân có thể kể là gió, giông bão, áp suất thời tiết. 143. Bốn phương cách tu tập. Một hiện tượng rất thường xảy ra trong cuộc sống là phải đối diện với những sự trạng bất bình, chướng nghịch, bất như ý. Đây là hoàn cảnh mà người tu tập có thể trách nhiệm và tu luyện khả năng giữ tâm an tĩnh. Bốn phương cách sau đây được hướng dẫn trong bài kinh. Quán tưởng vô thường. Người tu tập xét về sự đổi thay khổ vui, vui khổ do tác động của xúc, thọ, tưởng, vân vân, vốn đương nhiên trong các cuộc sống. Kinh văn. Chư hiền, nếu có những người khác mắng nhiếc, chỉ trích, chọc tức, nhiễu não, tỳ kheo, vị ấy biết rõ như sau: khổ thọ khởi lên nơi tôi, thuộc tai xúc chạm, thọ này do nhân duyên, không phải không do nhân duyên. Do nhân duyên gì? Do nhân duyên xúc vậy. Vị ấy thấy xúc là vô thường, vị ấy thấy thọ là vô thường, vị ấy thấy tưởng là vô thường, vị ấy thấy hành là vô thường, vị ấy thấy thức là vô thường. Tâm của vị này hoan hỷ, thích thú, tỉnh chỉ, quyết định tùy thuộc giới đối tượng. Chư hiền, nếu những người khác xử sự với tỳ kheo không có hoàn hảo, không có đẹp, không có khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đá xúc chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm xúc chạm, vì ấy biết như sau: sự thể thân này là như vậy, nên tay có thể xúc chạm, đá có thể xúc chạm, gậy có thể xúc chạm, gươm có thể xúc chạm. Thế Tôn đã dạy như sau trong ví dụ cái cưa. Chư tỳ kheo, nếu có kẻ trộm cướp hạ tiện, lấy cái cưa hai lưỡi cắt từng phần tay và chân, nếu ai ở đây sanh ý phẫn nộ thì người ấy không làm đúng lời ta dạy. Ta sẽ tinh cần, tinh tấn, không giải đãi, niệm được an trú, không có loạn niệm, thân thể được khinh an, không dao động, tâm được định tĩnh nhất tâm. Nay mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đá xúc chạm thân này, mặc cho gậy xúc chạm thân này, mặc cho gươm xúc chạm thân này, lời dạy chư Phật cần phải được thực hành. Nghĩ tưởng đến Tam Bảo, người tu tập nhớ nghĩ về bậc đạo sư, lời dạy chí thiết của Ngài và những đệ tử Phật đã cương quyết hành trì lời Phật dạy. Kinh văn. Chư hiền, tỳ kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện, không được an trú, do vậy vị ấy bị dao động mạnh. Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta, dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện, không được an trú. Chư hiền, ví như một người dâu khi thấy ông nhạc bị dao động mạnh, cũng vậy chư hiền. Nếu tỳ kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện, không được an trú, do vậy vị ấy bị dao động mạnh, thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta, dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng thiện, không được an trú. Chư hiền,
Nếu tỷ kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy và xả tương ưng với thiện không được an trú, và thương ưng với thiện được an trú, do vậy tỳ kheo ấy được hoan hỷ chư hiền. Cho đến mức độ ấy, tỳ kheo ấy đã làm thật nhiều. Quán tưởng lý vô ngã qua giả hợp của căn, cảnh và thức, kinh văn, chư hiền như một khoảng trống được bao vây bởi cây gậy, bởi dây leo, bởi cỏ, bởi bùn, và được biết là một nhà ở cũng vậy chư hiền. Một khoảng trống được bao vây bởi xương, bởi dây gân, bởi thịt, bởi da, được biết là một sắc pháp chư hiền. Nếu nội mắt không bị hư hoại, nhưng hoại sắc không vào trong tầm mắt, không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp không có hiện khởi chư hiền. Nếu nội mắt không bị hư hại và ngoại sắc vào trong tầm mắt, nhưng không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp không có hiện khởi. Chư hiền, chỉ khi nào nội mắt không bị hư hại, ngoại sắc vào trong tầm mắt, có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp có hiện khởi. Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy và đều quy tụ trong sắc thủ quẩn. Bất cứ cảm thọ gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong thọ thủ quẩn. Bất cứ tưởng gì được hiện khởi như vậy đều được quy tụ trong tưởng thủ quẩn. Bất cứ hành gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong hành thủ quẩn. Bất cứ thức gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong thức thủ quẩn. Vì ấy tuệ tri như sau. Như vậy, như người ta nói, có sự quy tụ, có sự tập hợp, có sự hòa hợp của năm thủ quẩn này. Thế Tôn đã nói như sau: ai thấy được lý duyên khởi, người ấy thấy được pháp. Ai thấy được pháp, người ấy thấy được lý duyên khởi. Những pháp này do duyên khởi lên, chính là năm thủ quẩn. Sự tham dục chấp trước, tham đắm mê say trong năm thủ quẩn này, tức là khổ tập. Sự nhiếp phục tham dục, sự từ bỏ tham dục, tức là sự khổ diệt. Cho đến mức độ này, chư thiền tỳ kheo đã làm rất nhiều. Chư hiền, nếu nội tai không bị hư hại, nếu ngoại thanh không giao, không vào trong tầm tai, không có sự quy tụ xúc chạp thích hợp, thì thức phần thích hợp không có hiện khởi. Cho đến mức độ này, chư hiền tỳ kheo đã làm rất nhiều. Chư hiền, nếu nội lỗ mũi không bị hư hại, nhưng ngoại hương không vào trong tầm mũi, không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp không có hiện khởi. Cho đến mức độ này, chư hiền tỷ kheo đã làm rất nhiều. Chư hiền, nếu nội lưỡi không bị hư hại, nhưng ngoại vị không vào trong tầm lưỡi, không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp không có hiện khởi. Cho đến mức độ này, chư hiền tỷ kheo đã làm rất nhiều. Chư hiền, nếu nội thân không bị hư hại, nhưng ngoại xúc không vào trong tầm của thân, không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp không có hiện khởi. Cho đến mức độ này, chư hiền tỳ kheo đã làm rất nhiều. Chư hiền, nếu nội ý căn không bị hư hại, ngoại pháp không vào trong tầm của ý căn, nhưng nếu không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp không có hiện khởi. Chư hiền, chỉ khi nào nội ý căn không bị hư hại, ngoại pháp vào trong tầm của ý căn, có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp có hiện khởi. Quán chiếu tất cả chỉ là hiện tượng của thủ quẩn, từ đó sống với giáo lý duyên sinh. Đây là cách nhìn chuyện nào ra chuyện đó, để tâm không đi quá xa trong sự thêm thắt khuếch tán những sự việc xảy ra, bằng cách nhận thức cuộc sống là sự tồn tại của năm quẩn và sắc quẩn. Chỉ sắc quẩn, thọ quẩn, chỉ là thọ quẩn. Kinh văn: bất cứ sắc gì thuộc được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong sắc thủ quẩn. Bất cứ cảm thọ gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong thọ thủ quẩn. Bất cứ tưởng gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong tưởng thủ quẩn. Bất cứ hành gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong hành thủ quẩn. Bất cứ thức gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong thức thủ quẩn. Vì ấy tuệ tri như sau. Như vậy, như người ta nói, có sự quy tụ, sự tập hợp, sự hòa hợp của năm thủ quẩn này. Thế Tôn đã nói như sau: ai thấy được lý duyên khởi, người ấy thấy được pháp. Ai thấy được pháp, người ấy thấy được lý duyên khởi.
Những pháp này do duyên khởi lên, chính là năm thủ uẩn. Sự tham dục, chấp trước, tham đắm, mê say trong năm thủ uẩn này, tức là khổ tập. Sự nhiếp phục tham dục, sự từ bỏ tham dục, tức là sự khổ diệt. Cho đến mức độ này, chư hiền tỷ kheo đã làm rất nhiều. Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời tôn giả Sariputta dạy. Những điều cần nhớ, bốn cách tu tập, bốn cách tu tập được dạy trong bài kinh: quán tưởng vô thường, nghĩ tưởng đến tam bảo, quán tưởng lý vô ngã qua giả hợp của căn cảnh và thức, quán chiếu tất cả chỉ là hiện tượng của thủ uẩn, từ đó sống dưới giáo lý duyên khởi. Bài này do dịch giả là Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích, do tỳ kheo Giác Đẳng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng Từ Bi giảng dạy bài kinh hôm nay. Con thỉnh mời sư phụ qua cầm mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ Pháp Đăng. Dạ, vị có nghe được không? Dạ, con Pháp Đăng kính hành lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính hành lễ Thượng Tọa Thị Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, Đức Lễ Tri, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào bài cô tu nữ, con già Phật tử. Thì cái bài Đại Kinh Dấu Chân Voi này đó thì được Ngài Sariputta, Ngài thuyết giảng với một cái cách nói về bốn diệu đế và trình bày qua lục đại duyên khởi. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái giáo lý của Đức Phật, bốn diệu đế là giống như là cái tổng quan của tất cả chánh pháp, mà được Đức Phật Ngài nói bằng một cái cách cô đồng. Có những câu mà Ngài nói rằng tất cả các pháp lấy ly tham là tối thắng. Thì chính để trình bày về cái tập đế và cái khổ mà chúng ta có được đó, ngay cái kiếp sống hiện hữu này, về những cái hình thức mà chúng ta thấy được, như về những cái cảm nhận mà chúng ta có được, như sanh già, đau chết, đói khát, bệnh hoạn, lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai, động đất, sóng thần, chiến tranh, trộm cướp, tất cả những điều khổ đó thì gần như là những cái gì mà chúng ta đau đớn. Thì trong kiếp sống chúng ta cảm nhận cái đó được gọi là tập đế, không quên là khổ đế. Thì tập đế là lòng tham dẫn đến cái sự luân hồi mà có mặt. Và bây giờ nếu mà chúng ta không tu tập được bằng cái xả thiện mà trong này trình bày về một cái xả liên hệ đến thiện pháp, thì chúng ta không thể nào là đệ tử của Đức Phật. Khi mà suy tưởng về Đức Phật là bậc đã thuyết giảng cái chánh pháp mà do Ngài đã giác ngộ với cội Bồ Đề trong vô lượng kiếp tu tập ba la mật, chánh pháp đã được khéo thuyết giảng như vậy mà chúng ta niệm pháp mà chúng ta không khởi được cái thiện tâm, hay là chư tăng là những vị sống đã hoàn thành lời dạy của Đức Phật, các bậc thánh tăng, khi mà niệm như vậy mà không suy tưởng đến cái ân đức tăng bảo, mà để những cái ác bất thiện pháp được ví dụ như người con dâu mà gặp ông cha chồng mà tâm vẫn còn bóng bỏng á, là điều không nên. Thì cũng như vậy, chúng ta hiểu rằng trong cái tổng quan mà Ngài Sariputta thuyết giảng, Ngài nói về cái sự thâu nhiếp mà, thì chúng ta cũng biết nói về cái vũ trụ này đó. Như hồi nãy chúng tôi coi một chút về cái vũ trụ này, nó đang quay như vậy. Nhưng mà nếu nó không quay đó, nó ngừng quay đó, là cả cái sự vận hành đó, nhờ nó quay mà chúng ta như vậy. Bây giờ nó không quay đó, thì nước biển nó sẽ dâng lên và các cái vật nó sẽ bị cuốn hút mà văng ra khỏi cái quỹ đạo này, là một cái thảm họa đối với cái địa đại mà nó không quay. Thì chúng ta biết rằng địa đại á, thì được Đức Phật Ngài thuyết giảng á, cái quả địa cầu này đó là lục đại duyên khởi. Ở đó mà nếu có chúng sanh á, thì có địa đại là đất, thủy đại là nước, quả đại là lửa, phong đại là gió, và thức đại là tâm, không đại là cái hư không để mình thở. Như vậy á, thì lục đại duyên khởi, đất, nước, lửa, gió, thức và hư không, cái khoảng không gian mà loài người trú ngụ được đó, như vậy đó là chúng ta hiểu là lục đại duyên khởi. Như vậy thì tất cả được Đức
được ngài Sa Di Tá, ngài nói về cái sự hình thành của chúng ta có mặt ở trong cái sự hình thành của danh và sắc. Danh và sắc ở đây chúng ta hiểu rằng những cái ví dụ mà được ngài nói về mắt mà không có cảnh sắc, hay là tai mà không có cảnh thinh, là những cái điều mà không thấy được nhân duyên. Nhưng mà khi mà thấy được nhân duyên đó, do có mắt, do có cảnh sắc, thì những cái điều đó nó được sanh khởi những cái thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn. Thì những điều đó nó thuộc về cái sự phiền não, nó là cái nhân duyên của tham ái, nó là cái tập mà đế của khởi nguồn luân hồi sanh tử. Chính vì điểm đó nên ở trong đây nêu rõ về sắc bốn đại. Thì thường thường chúng ta học trong vi diệu pháp á, chúng ta biết sắc pháp chia làm hai, mà sắc pháp cũng là chân đế hữu vi, vì chúng ta thấy trong bản nêu đó tất cả gọi là pháp, pháp hai, một pháp tục đế, hai là pháp chân đế. Pháp chân đế chỉ có hai, một chân đế hữu vi, phần còn lại chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi chia ra có hai, một là sắc pháp, phần còn lại là danh pháp. Thì sắc pháp này á, cũng được chia làm hai, một là sắc tứ đại và hai là sắc y đại sinh. Thì sắc tứ đại này đó, thì muốn nói đến sắc tứ đại là đất nước lửa gió đó, nó sẽ hình thành những cái sắc pháp khác. Thí dụ chúng ta nói là sắc thần kinh đó, như là con mắt là thần kinh nhãn, lỗ tai thần kinh nhĩ, lỗ mũi thần kinh tỷ, miệng thần kinh thiệt, thân thì nằm khắp châu thân, ý. Thì sắc ý vật, thì nói như vậy thì chúng ta thấy rằng được nói đến cái sắc, sắc các sắc và sắc cảnh giới, như là cảnh sắc đối diện với thần kinh, cảnh thinh đối với diện với nhĩ căn, cảnh khí đối diện với lỗ mũi, cảnh vị đối diện với miệng, cảnh xúc đối diện với thân, cảnh pháp đối diện với tâm. Thì chính vì những vấn đề đó được mình được trình bày là sắc tứ đại, sắc y đại sinh, sắc thần kinh, sắc cảnh giới. Được nói như vậy vì những cái từ này được trình bày như vậy đó, thì chúng ta cũng có một cái cách để hiểu cũng rất là dễ dàng trên phương diện là chúng ta có những cái vật trong thân chúng ta. Có nghĩa là có trong thân chúng ta là gì? Chúng ta có con mắt, thì con mắt này đó được nói là những cái gì cứng hay mềm thuộc về địa đại. Ví dụ nước mắt ở trong con mắt chúng ta nó vẫn có thủy đại, và con mắt chúng ta nó vẫn có nóng lạnh, nó là quả đại, nó có sự lay động là phong đại. Như vậy thì tất cả được nói là tám sắc bất ly, dù là sắc một cái sắc thần kinh nó cũng có tám sắc bất ly dính liền với nhau, không thể nào tách rời với nhau. Như vậy nó cũng vẫn có đất nước lửa gió, nó có sắc mạng quyền, sắc khí vị. Như vậy thì khi mình học Phật pháp á, mà mình chịu khó nghe và mình chịu khó dùng cái tuệ tư là suy nghĩ trên cái cơ thể của chúng ta, thì chúng ta thấy Đức Phật ngày thuyết giảng đó, nó nằm ở trong cái nội thân chúng ta. Như vậy á, địa giới á, được nói đến á, nội địa giới, ngoại địa giới. Nội địa giới là trong thân chúng ta, những cái gì thuộc về trong thân ta. Ví dụ chúng ta thấy trong thân chúng ta những cái gì mà nó thuộc về cứng hay mềm đó, thì mình thấy như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, hoặc là lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân. Như vậy thì tất cả những cái vật đó ở trong thân chúng ta nó đều có. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được địa giới là như vậy, và khi mà chúng ta chấp thủ, chúng ta nói đây là tôi, đây là sắc của tôi, rồi chúng ta chấp thủ và con cái cháu chắc của chúng ta, hay là tài sản ruộng vườn trâu bò đất đai điền thổ của chúng ta cho đó là của ta. Như vậy thì thật sự đó, thì nội địa giới hay ngoại địa giới đó, mình gọi là mình hiểu nó là một cái sự chỉ ở trong thân chúng ta và ngoài thân chúng ta. Cái gì nội địa giới là trong thân chúng ta, gì ngoại địa giới là ngoài thân chúng ta. Có thể là nhiều khi mình nói rằng mình quán mình như thế nào thì người kia cũng như vậy. Ví dụ mình thấy rằng con của chúng ta nó cũng có ruột, gan, phèo, phổi, nó cũng có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, nó cũng đủ như vậy. Mà mỗi khi chúng ta bệnh đó, thì con cái chúng ta nó cũng sẽ bệnh giống như vậy. Mà mỗi khi chúng ta già đó thì mắt mờ tai điếc đó, thì con cái chúng ta nó cũng tương tự, nó sẽ mắt lờ tai điếc như vậy thôi. Nó không có thể nào mà thoát khỏi như vậy á. Nên mình quán địa giới, nội địa giới như thế đó, thì ngoại địa giới nó cũng như vậy.
Có nhiều khi mình nghĩ rằng người Mỹ, người Pháp, người Anh, người Đức hay là người Campuchia hay người Cameroon đó, thì tất cả những người đó có cái địa giới thì họ cũng phải có những cái chứng bệnh tương tự với chúng ta, chứ không phải là họ là những người như vậy là họ không bệnh đâu. Như vậy thì khi mà chúng ta quán như vậy thì chúng ta thấy mình khổ, họ cũng khổ. Chính vì như vậy nên chúng ta không có sát sanh, hay hoặc là chúng ta không có hành hạ đánh đập chúng sanh, chúng ta không gây ra chiến tranh, không gây ra những cái chuyện mà giết người cướp của, tại vì chúng ta hiểu rằng mỗi người có cái nỗi khổ và chúng ta có lòng từ đó, thì chúng ta không nỡ làm khổ chúng sanh khác. Khi mình nói về nội địa giới và ngoại địa giới như vậy, khi mình quán sát về địa giới như vậy đó, mình có tuệ tri, mình thấy cái này không phải là của tôi. Vì sao? Vì thường thường chúng ta biết rằng Đức Phật ngài nói rằng chúng ta được hình thành do nghiệp và thức, noãn bào, tinh trùng và thời kỳ của người phụ nữ mà chúng ta hình thành sắc quẩn. Bởi cái sắc quẩn của chúng ta đó là do cái noãn bào của người mẹ, tinh trùng của người cha và thời kỳ của người phụ nữ thụ thai, cái thuộc về sắc quẩn. Nên thường thường trong vị diệu pháp nói rằng sắc, sắc tục sinh, sắc giới tính, hay là nam tính, nữ tính, nó đều là cái sắc nghiệp tục sinh. Mà khi mà chúng ta tục sinh thì có noãn bào của mẹ, tinh trùng của cha. Như vậy có thời kỳ của người phụ nữ nói thuộc về sắc pháp, còn cái phần danh pháp là nghiệp và thức, thuộc về danh quẩn đó. Bởi vì chúng ta thấy rằng hành và thức thì chúng ta thấy hành là phúc hành hay phi phúc hành. Nếu mà phi phúc hành nó cho cái tâm thẩm tấn đi tái sanh và xuất sanh, chúng ta có thân chó, trâu, bò, và chó, trâu, bò nó cũng có tóc, lông, móng, da, mật đàm, mũ, máu, nó cũng có giống như người chúng ta, nó không khác gì đối với chúng ta. Nên khi mà chúng ta hiểu rằng cái tâm thẩm tấn đó đi tái sanh và xuất sanh đó là do cái phi phúc hành cho ra cái thức đi tục sinh, một trong 19 thức đi tục sinh ba tí sanh thí đó, thì đó là cái tâm thẩm tấn bất thiện cho tái sanh vào xuất sanh. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy và chúng ta được làm người đó, thì do cái phúc hành ly trí hoặc là hợp trí, do tâm thiện nhị nhân hoặc tâm thiện tam nhân, với cái nghiệp thức là như vậy, thì cái quả thức là tâm quả ly trí hoặc là hợp trí, thọ hỷ hoặc là thọ xả, vô trợ hoặc hữu trợ đó, thì cái tâm thức đó nó làm việc tái sanh vào thai bào, chúng ta gọi là người tam nhân hay người nhị nhân. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng về phần danh và sắc được Đức Phật ngài nói rất là rõ ràng, và phần địa giới đó được trình bày nó chỉ là những cái phần mà mẹ và cha chúng ta ăn uống rồi tích lũy những cái tinh hoa để rồi hình thành cái tinh trùng hoặc là cái noãn bào với cái thời kỳ của người mẹ, người cha. Như vậy có những cái điều kiện như vậy chúng ta tục sinh, chúng ta có cái thân này, đó là địa đại, thủy đại ở trong thân cũng giống như vậy, và quả đại hoặc là phong đại trong thân cũng giống như vậy. Và khi địa đại nó có đó, thì hình thành cái thân chúng ta cứng cáp, cái thân chúng ta nó là sắc tứ đại đó. Nên khi mà chúng ta bị va chạm, chúng ta bị đánh đập hành hạ, bị núi lửa sóng thần, bị chiến tranh đó, bị động đất đó, những cái vật nó va chạm vào thân chúng ta, nó làm chúng ta gãy tay gãy cẳng, đứt tay đứt cẳng, đứt chân. Thường thường chúng ta thấy khi mà chúng ta đi xe đó, chúng ta va chạm với nhau đó, thì những cái vật đó nó cưa cắt chân tay chúng ta, nó làm chúng ta bị thương tật. Như vậy thì Đức Phật ngài nói rất là rõ ràng, khi mà chúng ta có cái thân đó thì chúng ta có sự khổ của cái thân này. Nên trong cái bài kinh Đại Khổ Quẩn, Đức Phật này nói rằng mình có cái thân đó, có cái vị ngọt của dục đó, là mình có cái sắc đẹp, cái vị ngọt của sắc là mình có cái sắc đẹp. Nhưng mà sắc đẹp đó phải nuôi dưỡng bằng vật thực, mà vật thực chúng ta đi tìm, mà chúng ta ăn đó, chúng ta làm bất cứ những cái nghề nghiệp nào, trên đường đi chúng ta làm những cái nghề nghiệp đó, thì chúng ta bị như là hãm hiếp, hoặc là bị xe hư, hoặc là bị tai nạn, hoặc là bị đạo tặc, hoặc là bị cướp đường, họ chặn đường lại, họ cướp của chúng ta, họ đánh giết chúng ta, họ làm chúng ta thương tật. Thì Đức Phật nhìn đó, cái đó là cái nguy hiểm, cái đó là cái nguy hiểm của dục. Cái dục là chúng ta có những cái vật mà để phục vụ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chúng ta. Ví dụ chúng ta có áo, quần, có nhà, cửa, thì chúng ta phải đi làm lụng để có những cái vật đó. Mà trên cái đường làm lụng đó, chúng ta phải chống chọi với bao nhiêu mũi mòng, rắn rít, rồi bao nhiêu cái thiên tai, lũ lụt, bao nhiêu cái bệnh dịch. Chúng ta thấy bây giờ cũng như là Covid vậy đó, chúng ta có đi làm, chúng ta vẫn phập phòng lo sợ vì con Covid nó tấn công chúng ta và nó sẽ làm chúng ta bị phổi, hoặc là bị những cái bệnh di chứng, những cái chứng bệnh mà do Covid nó mang lại. Như vậy thì Đức Phật ngài nói
Ngài nói như vậy thì chúng ta thấy rằng có cái sắc uẩn là như vậy. Mà cái sắc uẩn này là địa đại đó, thì nói hình thành đó, cái địa đại mà chúng ta thấy nó bất ổn. Khi mà chúng ta thấy những cái trận lũ lụt, những cái trận núi đất lở đó, thì nó cũng di chuyển, địa đại cũng di chuyển qua di chuyển lại. Cho đến khi mà Đức Phật nói rằng cái địa cầu chúng ta nổ tung á, thì những cái gì địa đại á, nó cũng tan ra trong cái vũ trụ này. Nó tan ra trong vũ trụ này. Mà chúng ta thấy những cái bụi á, những ngôi sao mà nó bị băng á, mình gọi nó bị hoại đó, thì những cái chất bụi nó va chạm vào hư không này, nó làm ra những cái luồng ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta gọi là sao băng đó, thì đó là những cái vũ trụ nó bị băng hoại trước nhiều ngàn năm, mà nó ánh sáng nó chiếu đến cái địa cầu chúng ta thấy được. Thì muốn nói như vậy đó, thì nói rằng cái địa đại đó, nó to lớn như vậy nhưng mà nó cũng bị hủy hoại, còn huống hồ gì cái thân chúng ta nó chỉ là cái địa đại được hình thành do cái nghiệp tham ái của chúng ta, do cái nghiệp thủ của chúng ta có cái hình thành, mà chúng ta có bao nhiêu cái sự khổ mà chúng ta không có tỉnh thức. Hay là chúng ta có tu tập đó, chúng ta khởi lên cái tham ái mà chúng ta không có chặn đứng được cái tham ái. Tuy rằng chúng ta có niệm Phật, Đức Phật là bậc ly tham, từ bỏ cái tham, từ bỏ cái tập đế để đạt được tịch tịnh niết bàn. Chúng ta niệm pháp là pháp Đức Phật thiết thực, thiết giảng có từng tự thứ lớp, có cái nguyên nhân hình thành sự tập đế do xúc, do thọ, do tưởng, do tư. Thành ra khi mà chúng ta thấy như vậy đó, thì chúng ta thấy mắt cái chúng ta có, thì nó có nhãn xúc là gì? Cái cảnh sắc nó xúc chạm vào mắt chúng ta. Tai thì có nhĩ xúc, lỗ tai thì có cái âm thanh nó xúc chạm vào cái lỗ tai chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta quán nhân duyên đó, thì chúng ta thấy nếu mắt chúng ta có mà ban đêm đó, không có ánh sáng, chúng ta cũng không thấy được những vật đó. Do cái nhân duyên của ánh sáng mà mình thấy được vật đó, mình khởi lên cái sự thương thích hoặc là sự bực bội khó chịu. Nhưng mà nếu một người mà họ có cái sự suy nghĩ, mình có mắt mà khởi lên phiền não, như vậy là mình mù á, mình không thấy sắc, như vậy nó đỡ phiền não hơn. Nhưng mà chính vì Đức Phật này nói rằng cái phiền não nó có do mình tác ý, không khéo tác ý phiền não sanh khởi. Nên bình thường á, bảy sở biến hành mà chúng ta học trong vi diệu pháp đó là xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, quyền, tác ý. Xúc là cái vật giữa ba cái pháp căn cảnh và thức á, nó sanh ra nhãn xúc. Do mắt, do ánh sáng, do cảnh sắc, do cái khoảng cách vừa mắt mình thấy được. Cũng như vậy tai của mình á, nếu mà không có âm thanh, có nghĩa là mình ở trong xe, người ta nói ở ngoài mình không nghe được, nhưng mà nhờ mình hạ cái kính xe xuống thì cái âm thanh nó đi vào cái lỗ tai chúng ta. Mũi cũng vậy quý vị, nếu mà chúng ta đóng cửa kính lại đó, người ta có làm cái mùi gì bên ngoài chúng ta cũng không nghe được. Nên thường thường á, khi mình quán thấy duyên như vậy đó, mình thấy cái lỗ mũi có cảnh khí á, là nó phải có cái khoảng cái hơi mùi đó đi vào lỗ mũi chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta ở trong xe, chúng ta quay kiến lên, ở ngoài có mùi chúng ta cũng không nghe. Hoặc là chúng ta ở trong phòng kính thì có cái mùi gì đó cũng không vào. Trừ khi nào chúng ta mở cửa thì cái mùi đó, nó loãng không khí nó đi vào lỗ mũi chúng ta. Khi mà chúng ta quán xét như vậy đó, thì chúng ta thấy nó chỉ là những cái nhân duyên thôi. Mà được Đức Phật này thuyết giảng rất là rõ ràng như vậy, cho thấy đó là những cái nhân duyên. Như vậy đó, thì khi mà xúc nó sanh ra nhãn thọ, tai nhĩ thọ, mũi tỷ thọ, miệng thiệt thọ, thân thân thọ, ý ý thọ. Như vậy thì xúc là một trong bảy sở biến hành. Xúc là một trong bảy sở biến hành. Thọ là thọ uẩn. Khi mà nói đến nhãn thọ đó, chính là cái cảm thọ này nó thuộc về thọ uẩn. Một trong ba loại thọ như là khổ lạc xả, hoặc là khổ thì có ưu thọ, khổ thọ thì có ưu thọ, lạc thọ thì có hỷ thọ. Của tâm, xả thọ là một trong năm cái thọ. Như vậy thì thọ nó có tưởng. Một là khi chúng ta nhìn thấy mắt á, nhìn thấy cảnh sắc là sắc tưởng. Nơi khi mà chúng ta thấy rằng ở đời á, người ta nhìn một người nào ngoài á, mà người ta không có tác ý khéo đó, thì sanh ra tình cảm. Chứ thường thường quý vị thấy rằng á, chúng ta có nhìn một cái nhân vật đó bằng hình ảnh hay phim ảnh nào đó mà chúng ta nhìn hoài, chúng ta thấy cái nét của sắc đó mà chúng ta khởi lên cái lòng thương, hay là cái âm thanh mà chúng ta nghe cũng vậy đó quý vị. Mình nghe thường cái âm thanh nào thì mình khởi lên cái sự ưa thích, chứ không chứ thường 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 chúng ta biết rằng những cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó nó tùy theo
mình thường thường mình những cái duyên nợ từ kiếp trước mình nhìn thấy là thương, nhưng mà thật sự ra đó là một cái duyên nợ trong quá khứ mình đã từng nhìn người đó rồi, mình đã từng thương yêu người đó, bây giờ mình nhìn lại mình thương yêu người đó. Nhưng mà thường thường Đức Phật ngài biết rằng do mình nhìn hoài mình sanh ra cái tình cảm, cái tình cảm này nó có thể từ ái nó thành thủ, nó mạnh mẽ, nó từ kiếp này nó di chuyển kiếp sau, nó có thể là cái sức mạnh của nó là như vậy. Chính điểm đó chúng ta cũng biết được, khi mà Đức Phật ngày thuyết giảng như vậy, một người niệm Phật, Đức Phật ngày giác ngộ cái nhân duyên như vậy, và cái chánh pháp thuyết giảng trình bày nhân duyên như vậy, mà Chư Tăng đã cắt đứt những nhân duyên ác để cho cái thiện siêu thế sanh khởi để trở thành những vị thánh đạo. Tại sao ta niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng mà ta không khởi lên được cái xả tương ưng với thiện? Như vậy thì chúng ta thấy rằng từ xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý, tư này thường thường chúng ta gọi là tam tư đó, trước khi làm quan hỷ, trong khi làm quan hỷ, sau khi làm quan hỷ, hoặc là trước khi nghe pháp mình chuẩn bị, rồi trong khi mình nghe pháp mình suy tư, rồi sau khi nghe pháp mình thẩm sát, thì chúng ta gọi là tam tư. Tư này đó thì từ xúc thọ tưởng thì có tư, tư mà chúng ta là gọi là nghiệp, thì có tác ý, mình khéo tác ý thì nó sanh xuống tâm thiện, và không khéo tác ý sanh xuống tâm bất thiện. Ví dụ một người mà họ phẫn nộ, khi một người mà họ gọi là phong đại đó, phong đại có nghĩa là một người đó họ ngồi họ đánh giấm. Thường thường chúng ta nghe nói rằng phong đại là đi lên hoặc đi xuống, đi lên là hơi thở ở ngáp, hơi thở ra thở vô, còn đi xuống là phong đại là chúng ta đánh giấm. Nhưng mà thật sự khi một người mà có khéo tác ý đó, thì họ nghĩ rằng cái cô này chắc có lạnh bụng, hoặc là cô này bữa nay sáng ra có ăn uống không có hợp vệ sinh, ăn những cái thực phẩm nó gây ra cái dị ứng của bao tử, nên nó cổ xả cái mùi như vậy. Cổ cũng cố gắng kiềm chế, nhưng mà bị thân không phải là của mình, phong đại nó do những cái điều kiện, và nhiều khi chúng ta cố gắng kềm, hoặc là chúng ta muốn ra khỏi, ví dụ chúng ta ở trên máy bay hoặc là ở trên xe, bây giờ chúng ta làm sao mà ra khỏi xe hoặc là máy bay, thì chúng ta cũng phải ráng mà chịu, ráng chịu không được thì chúng ta cũng phải xả cái hơi đó ra. Xả hơi ra đó, một người mà họ ngửi cái mùi thúi đó, nhưng mà họ khéo suy nghĩ, cô này cũng không muốn như vậy, mình cũng không muốn ngửi, nhưng mà vì là cái nhân duyên, vì có cái cảnh khí này phong đại, do cổ ăn uống vật thực nó không phù hợp, lạnh bụng, hoặc là vật thực nó bị nhiễm, hoặc là nó bị hôi thiêu, hoặc là nó bị biến dạng, nên người này ăn vào trong bụng đó họ khó chịu, nên họ đánh giấm như vậy. Khi mình suy nghĩ như vậy đó, mình khéo tác ý như vậy đó, thì mình lại có cái tâm thông cảm mà với người đó, chứ mình không có sự sân hận. Nhưng mà nếu một người không khéo tác ý đó, thì họ nghĩ cái bà này vô duyên, cái bà này kỳ cục, cái bà này không có tế gì, không có học thức gì, bây giờ ngồi đây mà đánh giấm như vậy, ở trên máy bay đánh giấm như vậy, trên xe đánh giấm như vậy, trong đạo tràng đánh giấm như vậy. Nhưng mà thật sự ra người ta không muốn, nhưng mà tại vì cái điều kiện đó nó đã tới mức độ đó, và người đã không có kềm chế được. Nên chúng ta tác ý đối với cảnh khí cũng vậy, tác ý đối với cảnh thinh, hay là tác ý đối với cảnh sắc cũng vậy. Một người khi mà mình ngồi yên tĩnh, họ nhảy mũi, họ không muốn nhảy mũi, nhưng mà vì họ bị viêm son, hoặc là họ bị dị ứng, hoặc là những cái mùi nào đó làm cho họ khó chịu, nên họ hắt xì. Mà cái chuyện hắt xì đó nhiều khi họ không muốn, bởi vì khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì những cái phong đại á, hay là những cái âm thanh đó, thật sự ra có nhiều khi chúng ta không có hoàn toàn làm chủ được cái thân chúng ta. Vì nếu mà chúng ta làm chủ được cái thân chúng ta đó, thì chúng ta chỉ nói rằng mày đừng có bệnh hoạn thôi. Tại vì những cái điều này là do bệnh hoạn mà ra, do cái thân thể chúng ta đó lúc bây giờ nó đang chống chọi với những cái vật này vật kia, mà nó bị dị ứng mũi. Chúng ta thấy một người mà dị ứng chỉ cần phấn hoa thôi, hoặc những cái mùi nào đó mà họ không thích, mùi ẩm mốc nào đó nó phát hiện ra, thì họ sẽ nhảy mũi thôi. Như vậy thì khi mà chúng ta quán xét đó, chúng ta khéo tác ý đó, thì cái tâm chúng ta nó sẽ sanh lên cái tâm thiện. Cái chỗ mà nói rằng á, với cái xả tương ưng với thiện đó, là khi mà chúng ta có tác ý khéo đó, thì chúng ta có tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả tịnh thân định tâm khinh thân khinh tâm nhu thân nhu tâm thích thân thích tâm thuần thân thuần tâm chánh thân chánh tâm. Có nghĩa là thân và tâm chúng ta nó được nhu nhuyễn do chúng ta khéo suy xét đó, chúng ta không có phẫn nộ. Chính đó là cái xả mà được Đức Phật gọi là xả liên hệ đến thiện. Bởi vì khi mà chúng ta tác ý đó thì nó có tín niệm,
Có tính, có niệm, có tính là có lòng tin với Đức Phật ngày dạy cái sắc quẩn là như vậy. Niệm là chúng ta ghi nhận về trên cái thân của mọi người. Có những lúc mình cũng bị như vậy, chứ không phải là mình hoàn hảo. Thật sự con người chúng ta không hoàn hảo. Chỉ có chúng ta không phản tỉnh lại, có những lúc mình vẫn đánh giấm hoặc là mình vẫn nhảy mũi. Vì cái cơ thể chúng ta nó rất là dễ bị dị ứng, hoặc là cái không khí, hoặc là điều kiện này kia nọ nó không phù hợp, thì có những cái hiện tượng đó xảy ra bên thân chúng ta. Nhưng mà nếu một con người, một người có tính, có niệm, có tàm, có quý, vô tham, vô sân, hành xả, tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, vô thân, như tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, chánh thân, chánh tâm, thì người đó đã suy xét đúng với cái lời dạy của Đức Phật. Và người đó suy xét trên cái thiện pháp, trên cái thiện tâm, trên cái thường gọi là bắt lỗi các hành, không bắt lỗi chúng sanh. Bởi vì quý vị thấy cũng như là cái vị sa di đó bị thầy đâm vào mắt đó, bị thầy xin lỗi, thì vị đó nói rằng thầy không lỗi, con luôn, con cũng không có lỗi, mà luân hồi có lỗi. Bởi vậy khi mà mình có sự luân hồi đó, mình phải có sự trả cái nhân quả. Một người thì họ gieo nhân, nhưng một người trả quả. Có nhiều khi á, người đó trả quả khi mà mình làm cái nhân đó đối với các vị Phật độc giác, toàn giác. Nhưng bây giờ mình trả quả với người khác, chứ không phải là mình cái vị đó đòi mình đâu. Không phải, các vị đó viên tịch niết bàn rồi. Chúng ta thấy như là câu chuyện của Sunakhana vậy đó, bị không có tu được thiên nhĩ thông, do quá khứ bắn vào lỗ tai Đức Phật độc giác. Nhưng Phật độc giác đã viên tịch niết bàn rồi, nhưng vì cái hành á, cái hành động mà bất thiện lúc bây giờ đó, bây giờ nó trổ quả ra, nó có cái hậu báo nghiệp là từ kiếp thứ ba đến vô kiếp, chúng ta phải nhận lấy cái hậu quả đó. Nên chúng ta gọi là do cái hành đó, nó cho cái nghiệp luân hồi. Và cái nghiệp luân hồi đó, đó là cái động lực, năm cái động lực giữa của cái nghiệp. Nên bây giờ chúng ta phải chịu những cái hậu quả đó. Khi mà chúng ta suy xét cái thân chúng ta đó là do cái nghiệp. Nếu mà chúng ta không có nghiệp luân hồi đó, thì không có nghiệp luân hồi là hữu và hành. Nghiệp luân hồi là hữu và hành. Chính cái hành động và cái sanh hữu của chúng ta, nó có cái sự hiện khởi, nên mình gọi là có mặt của sự khổ. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu như vậy, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngày dạy mình quán đất, nước, lửa, gió. Mình khi mình quán đất, nước, lửa, gió, và trong thân chúng ta những cái đó, nó sanh ra những cái chứng bệnh. Chứ chúng ta thấy rằng con người chúng ta có bao nhiêu loại bệnh, thì bệnh đó cũng từ trong đất, nước, lửa, gió thôi. Chúng ta gọi là tứ đại, nó bất hòa, nó xung đột lẫn nhau. Địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, nó xung đột lẫn nhau. Ví dụ như trong gan của chúng ta nó có bú, chất chất dịch, nước mũi, hay là mình gọi là nước mũi, mà giờ nó tụ ở trong gan chúng ta, hay trong thận chúng ta, thì mình gọi là những cái bú như vậy. Như vậy thì chúng ta biết rằng Đức Phật ngày nói về đất, nước, lửa, gió, địa đại bên ngoài hay là địa đại bên trong đó, nó cũng là địa đại. Và những cái địa đại này nó cũng không bao giờ bình ổn. Chúng ta thấy đất đá lũ lụt đó, chúng ta thấy gì lũ lụt bên Trung Quốc đó, bùng đất đá nó tuôn xuống, nó tung xuống như vậy. Thì bản thân của đất đó, nó cũng từ chỗ này nó đẩy qua chỗ kia do cái tác lực của nước, nó đẩy đất đá đi. Đất đá cũng không muốn đi, nhưng mà vì điều kiện của nước nhiều, và nó làm cho thấm quá nhiều nước, nó trở thành chất lỏng, nó đẩy đi. Cũng như chúng ta thấy đèn cầy và nước đó, ví dụ như đèn cầy nó nóng lên, nó chảy thành nước, nó chảy ra. Nhưng mà khi nó đặt lại thì chúng ta gọi là nó cứng lại, giống như là những cái chất mà nó trội trong cái tứ đại đó, cái nào nó trội đó thì nó khiến ra cái hiện tượng đó. Như vậy. Như vậy thì Ngài Sariputta ngài nói về nội địa giới đó, là nói đến đất, nước. Thì chúng ta cũng hiểu rằng nước là những cái gì mà nó chảy ra, mình nói về nó chảy ra hay là mỡ máu, nước mắt, mồ hôi, nước miếng, nước niêm dịch, khớp xương, nước tiểu. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng ở đời chúng sanh có bao nhiêu cái sự khổ về thủy giới. Chúng ta nói về nước nó bị ô nhiễm. Nước ô nhiễm do con người xài và do những cái phục vụ cho con người bằng những cái hóa chất. Và những cái hóa chất đó nó lan ở trong nước, và con người phải chịu cái hiểm họa của thiếu nước uống như vậy. Thì dù Đức Phật ngày nói về cái thủy đại đó như vậy đó, để chúng ta thấy rằng cái sự nào nó có mặt đó, muốn tốt là do cái sự gìn giữ, chứ không phải là nó là bất tận đâu quý vị.
Trong thân chúng ta muốn mình khỏe đó, mình phải biết giữ gìn thân thể, ăn uống ngủ nghỉ phù hợp như thế nào đó, thì mình sẽ được cái sự khỏe mạnh. Nơi đây á, thì chúng ta biết rằng về cái sự tính chất của địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong đó, được Đức Phật ngày thuyết giảng đó, nó cũng có cái sự kết tụ, nó có, cũng có cái sự kết tụ và nó cũng có cái sự duy trì. Nên thường thường quý vị biết rằng đối với Đức Phật đó, thì ngày dạy đó, cái nghĩa là đối với cái thân thể chúng ta đó, cái vật thực nào mà có mình ăn đó, mình quán tưởng vật thực, quán tưởng vật thực là vật thực nào mình ăn đó để ngăn ngừa những cảm thọ, để ngăn ngừa những cảm thọ, không để phải để chơi chơi đùa, không phải đam mê, không phải làm đẹp. Như vậy thì Đức Phật ngày muốn nói đến cái ngài Sa Di Đà ngày cũng thuyết giảng về cái tính chất của địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới đó, ngài thuyết giảng lên cái sự thật nó như vậy và nói đến những cái sắc này đó là sắc tứ đại và nó sắc sinh ra sắc y đại sinh. Sắc y đại sinh nó có 10 nhóm, một cái sắc thần kinh, hai là sắc cảnh giới. Thần kinh là cái lỗ tai chúng ta, thần kinh là con mắt chúng ta, thần kinh là lỗ mũi chúng ta, thần kinh là cái lưỡi chúng ta, thần kinh là cái thân chúng ta. Như vậy á, thì những cái gì sắc á, nó có những cái sự va chạm vào, ví dụ mắt mình nhìn thấy cảnh sắc, cái sự cái vật gì đó nó va chạm vào trong mắt chúng ta, và nó khởi lên cái tham ái, vật này chúng ta ưa thích, nó khởi lên cái sự phẫn nộ khi mà chúng ta bực bội khó chịu, và nó khởi lên cái sự si mê, chúng ta nhìn mà chúng ta không có quán xét, tâm chúng ta mê mờ như vậy. Thì khi mà chúng ta hiểu được á, ngài Sa Di Đà ngài thuyết giảng như vậy á, với một cái người tuệ tri, cái này không phải là của tôi, cái này là nhân duyên, cái này là nhân duyên, do phúc hành chúng ta sanh ra được làm người, do phi phúc hành sanh ra làm súc sanh, do phi phúc hành sanh ra làm ngã quỷ, do phi phúc hành sanh vào địa ngục, phi phúc hành sanh vào Atula, do phúc hành sanh làm chư thiên. Khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì những cái điều mà Đức Phật ngày thuyết giảng về sắc là tự ngã không có, không phải là tự ngã, chỉ do nghiệp, do thức, do những cái nhân duyên để được tái sanh, mà cái người có trí đó hiểu biết tận dụng, suy xét thấu đáo đó, nên vị đó có vị ngọt không có đam mê, có vị ngọt của dục, của sắc hay của cảm thọ đó, vị đó không có đam mê, vị đó thấy được cái vị ngọt và thấy được cái nguy hiểm, và vị này đó tìm cái sự xuất ly, như là trong bài kinh quẩn mà Đức Phật ngày đã thuyết giảng. Và ngài tuyên bố rằng chỉ có Đức Phật và đệ tử Đức Phật từ hai cái người này nghe để biết được thôi, chứ còn nếu không từ hai cái vị này đó thì không thể nào trong tam giới này có ai có thể biết được điều này, chỉ có Đức Phật và đệ tử Đức Phật. Và nói như vậy đó thì chúng ta thấy rằng quả giới cũng như bây giờ chúng ta thấy Florida, quên California mà bị lửa cháy, huy động biết bao nhiêu cái phương tiện để phòng cháy chữa cháy, nhưng mà lửa nó vẫn cháy, nó vẫn thiêu hủy hàng ngàn hecta rừng như vậy. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói rằng cái quả đại trong thân chúng ta cũng vậy, nó làm chúng ta có lúc mà chúng ta bị nóng sốt toàn thân, chúng ta cũng không thể nào ngăn chặn nó được. Nó chỉ là những cái nhân viên có mặt, những cái điều kiện bệnh hoạn nó sanh khởi, những cái loại vi khuẩn tấn công vào cơ thể chúng ta, nó sanh ra những cái hiện tượng đó. Người nhìn vào đó thì biết rằng cái quả đại, cái sự nóng mà nhiệt độ lên như vậy đó, người này có thể bị bỏ mạng hoặc bị loạn tâm cuồng trí như vậy. Thì chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta thấy quả đại bên ngoài hay quả đại bên trong đó, nó cũng chỉ là quả đại thôi. Tính chất của nó là vô thường, nó luôn thay đổi, nó không có đứng yên, nó không có bền vững. Thủy đại, quả đại, phong đại cũng vậy, tính chất của nó là vô thường, nó luôn luôn bị thay đổi. Thay đổi do nhiệt độ, do thời tiết. Ví dụ chúng ta thấy lửa gì đó, thường thường đó, khi mà mình không thấy có gió, nhưng mà lửa nó cháy đó, nó sẽ hút không khí, nó tạo thành gió. Nên khi mình thấy rằng có lửa đốt cái vật gì đó thì nó tự nhiên thấy nó có gió. Nhưng mà chính vì cái lửa nó thiêu đốt cái oxy, nó cuốn luôn hút lên, nó tạo thành cái cực gió như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng do cái điều kiện này mà nó sanh ra cái hiện tượng kia, khi mà nó có những cái vật đó như vậy, nó có những cái nhân duyên như vậy, thì chúng ta thấy nó cũng vô thường, nó cũng bị hoại diệt, cái tánh hoại diệt của nó đó,
cái tiếng tánh tiếng dịch của nó đó, mình thấy được rõ như vậy. Như vậy thì đến thân thể này, cái gì thuộc về sắc hay là thọ hay là sắc quẩn á, như là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, đó đó, mình hiểu được nó là như vậy, và không chấp thủ, không khác ái, không nói đó là tôi hay là của tôi, mà chỉ nói mình chỉ thấy nó là nhân duyên, chúng sanh á, là do cái nhân của thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử, là như vậy, không thể nào tránh thoát được. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng khi mình quán xét được như vậy đó, thì gọi là cái xả tương ưng với thiện. Bởi chúng ta thấy rằng một người mà đắc được tuệ quán đó, cũng phải dùng cái tâm thiện. Tâm thiện quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã. Hay là tâm thiện đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Hay là tâm thiện đó, làm việc bố thí, trì giới, tu thiền, tính pháp, thiết pháp, cung kính, phục vụ, hồi hướng, phước tùy, phước hay cải chánh tri kiến. Cũng là tâm thiện, làm những cái việc thiện này. Như vậy á, thì Ngài Sa Điếu Tá, Ngài nói về bốn đại, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Những cái nguyên chất á, nó được hình thành như vậy. Chúng ta thấy dù là cái người nào đó, thì cái tứ đại nó được hình thành nó cũng từ những cái sắc do mẹ, do cha. Nhưng mà mẹ cha đó thì cũng ăn vật thực, từ cây cối, những vật cứng mềm trong địa đại, thủy đại. Chúng ta thấy những cái rau cỏ nó phải nhờ mưa, nước, nó nhờ cái không khí. Nên thường thường quý vị thấy ở chỗ nào đó mà nó tăm tối, nó không có ánh sáng đó, thì cây cối nó cũng không thể mọc được. Chúng ta thấy như vậy, nên chúng ta hiểu rằng nó phải có những cái sự tương tác. Nên cái cây cối hấp thu những cái nhiệt từ cái năng lượng mặt trời, ánh sức nóng đó, nó làm cho trao đổi chất, mà những cái lá cây, những cái bông hoa, những cái trái cây nó được tăng trưởng. Chính điểm đó nó chúng ta cũng hiểu được đó, nó là như vậy. Cho chúng ta có vật thực chúng ta ăn, rồi chúng ta tiếp tục cái sự sanh tử luân hồi, từ cha mẹ có con cái. Đó là cái sự hình thành, cái sự luân chuyển của anh. Nếu người nào thấy được như vậy, quán xét được như vậy, để tu tập, để chẩn đứng cái sự chẩn đứng cái tham ái ở trong địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại hay thức đại, trong sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, để chẩn đứng cái thọ nó duyên cái. Bởi vậy cái thọ thì nhãn thọ, nhĩ thọ nào cũng phải có hết, nhưng mà ái là phải do có thọ mới duyên cho ái, mà tất cả thủ đó phải do ái mới có thủ. Chính vì mạnh của ái đó, của thọ đó, duyên cho ái đó, sắc ái thì mình có dục thủ, thì có giới cấm thủ, là mình chấp chặt những cái giới điều mình ưa thích cái đó, thì nó có giới cấm thủ. Ngã chấp thủ là mình cho rằng có một cái từ ngã trong sắc quẩn, thọ quẩn, nên mình có cái ngã chấp thủ. Như vậy thì hễ ái mạnh thành thủ, không thể nào mà tránh thoát được. Chính vì điểm đó nên cái hiện tượng mà Ngài nói về cái sự vận hành của hơi thở, hay là cái sự vận hành tâm thân chúng ta, phong đại như là hơi lên hay xuống, hay đánh giấm, hay là trong ruột, trong gan mà nó vận hành đó, nó trao đổi lẫn nhau đó, là cái sự vận hành của bốn đại. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự hiện tượng của sự chống đối ở trong cái tứ đại nó vẫn hiện. Ví dụ chúng ta thấy rằng đất có những cái cây xanh lên rồi nó bị thiêu hủy, nó trở lại thành đất. Thì những cái hơi nước ở trong cái cây đó được bốc lên và nó trở thành những cái đám mây và nó mưa xuống trở lại. Cái sự vận chuyển của địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại đó, nếu mà chúng ta coi trong khoa học đó, thì chúng ta cũng thấy cái sự đó nó cũng luôn biến dịch, di chuyển, nó cũng vô thường, nó cũng biến đổi liên tục như vậy, chứ nó không có hoàn hảo. Như vậy đó, thì Ngài dạy về vấn đề tứ đại rồi đó, thì Ngài nói đến cái sự hình thành mà của mắt, tai, mũi, lưỡi đó, và cái sự xúc chạm, rồi mình sanh lên cái sự tham ái hay là cái sự phẫn nộ đó. Thì thường thường chúng ta thấy rằng cái cảm thọ đó, từ nhãn thọ nó do cái sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ đó, thân thọ, ý thọ đó, thì nó có sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Thì nó có sắc tư, thinh tư, khí tư, vị tư, xúc tư. Nó có sắc
tầm thinh tầm khí tầm vị tầm xúc tầm pháp tầm à, như vậy thì những cái đó nó cũng vẫn có những cái khéo tác ý và không khéo tác ý. Nếu mà chúng ta khéo tác ý thì chúng ta thấy cái các pháp nó hiện khởi là như vậy. Một người nói rằng tôi thương là do cái điều kiện của không khéo tác ý đối với tịnh tướng. Một cái người mà nói tôi ghét đó là do cái sự không khéo tác ý đối với cái đối ngại tướng. Đối ngại tướng là cái gì không vừa với sự ưa thích của chúng ta, nó không vừa với cái nhận định của chúng ta không có ưa thích nó à, thì chúng ta gọi là đối ngại tướng. Và những cái bì mà cái hiện tượng của xả mà vô minh đó, là chúng ta không có tác ý à, nên đó, cái họ xả nó có cái vô minh tùy miên tùy tăng đó, nếu mình không khéo tác ý là như vậy. Như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng niệm Phật, Đức Phật đã giác ngộ toàn diện như vậy, toàn hảo như vậy, là bậc đại giác, là bậc dứt trừ những cái phiền não lậu hoặc. Chánh pháp được thuyết giảng để hành trì y như vậy à, và chư tăng đã thành tựu được những cái thiện à, dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới à, mà tương ứng với cái thiện được nói đến an trú, là thiện này suy xét à, ở trong cái danh sắc ngũ quẩn, và vị này đưa đến cái sự đoạn tận à, tất cả những cái lậu hoặc à, để đạt được cái đạo quả tu đồ quần tư đà hàm anh hàm a la hán, trở thành những vị thánh tăng à, như vậy niệm Phật là như vậy, niệm pháp là như vậy, niệm tăng là như vậy, để thấy rằng mình có mong mỏi rằng mình sẽ được tăng theo cái phương diện của chân đế là sự thật của tâm đạo tâm quả hay không. Nếu muốn thì mình hãy cố gắng để có cái tương với cái vì thường thường cái thiện á, cái tâm thiện nó sẽ làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc để tâm đạo tâm quả sanh lên. Chính vì cái đó nên thiện dục giới nó làm cho thiện siêu thế sanh khởi ở trong lộ đắc đạo đắc quả là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ngài nói về cái sự xúc chạm của mắt, của cảnh sắc thì nó đều là cái nhân duyên hết. Nếu mà mắt không có ánh sáng đó, chúng ta cũng không thấy được, và không thấy đó thì chúng ta cũng cũng không khởi lên cái tham hay sân. Bởi vì chúng ta thấy chúng ta ngủ đó, lúc mà chúng ta ngủ là cái tâm hộ kiếp, nhưng mà lúc chúng ta thức đó, thì luôn luôn mắt cũng nhìn thấy. Nhưng mà nếu mà bóng tối đó thì chúng ta không thấy cái gì hết à, không thấy cái gì hết. Mà khi chúng ta thấy một cái vật gì mà khởi nó phải là tịnh tướng à, cái vật đó vừa với mắt chúng ta thích những cái màu sắc đó là chúng ta khởi lên cái tham ái. Nếu không á, vừa thì cái là cái đối ngại tướng. Mà nếu không biết á, là cái trạng thái của xả vô minh, tương ưng với vô minh là có nghĩa là không hiểu biết. Thì mắt cũng vậy à, tai cũng vậy. Thường thường có những cái điều kiện mà chúng ta nói vậy, cái lỗ tai chúng ta không có âm thanh đó, dù chúng ta có thức nhưng mà chúng ta ở trong xe đó, chúng ta cũng không có nghe được cái âm thanh. Chúng ta muốn nghe thì chúng ta phải xuống cái kiến rồi cái âm thanh đi vào cái lỗ tai chúng ta, đâu phải là chúng ta muốn nghe là được, người ta muốn nói là mình nghe được đâu. Nó phải có cái điều kiện là như vậy à, từ cái cảnh thinh đó, đó nó không có bị cái vật cản cái âm thanh nó đi vào lỗ tai chúng ta. Cái mùi vị cũng vậy quý vị à, quý vị thấy cảnh khí được nói đến gió thổi. À, nhưng mà thường thường quý vị biết rằng mình ở trong xe đó, người ta có ở ngoài nó có mùi thúi nó cũng không vào trong xe chúng ta được. Nên cái nếu mà vào trong xe chúng ta được, người ta gọi là cái ron không kín, cái cửa không kín, nên cái hơi mùi bên ngoài nó đi vào trong xe chúng ta được. Như vậy thì quý vị biết những cái điều kiện nhân duyên này đó, nó đều có đối với mắt, đối với sắc, tai đối với thinh, mũi đối với khí, miệng đối với vị, thân đối với xúc, tâm đối với pháp. Đó là những cái sắc, đó là những cái phần danh sắc ấy, mà chúng ta cần phải hiểu à, từ cái xúc thọ rồi tưởng tư định mạng quyền tác ý à, khéo tác ý à, thì thiện tâm sanh khởi, còn không khéo tác ý thì bất thiện tâm sanh khởi. Mà niệm Phật niệm pháp mà niệm tăng ấy, để tăng trưởng cái thiện tâm, để suy xét về cái quay lực của Đức Phật, quay lực của chánh pháp, quay lực của chư tăng, để trợ tiến, để trợ sanh cho cái tâm của mình khi mà có đối tượng là bậc đại giác như vậy đó, để cái tâm thiện mình sanh khởi. Nếu mà tâm thiện mình không sanh khởi thì mình thấy đúng là mình rất là nguy hiểm, vì cái tham ái tùy miên của mình quá mạnh đối với tịnh tướng, hoặc là cái đối ngại tướng đối với sân tùy miên mình quá tăng thịnh, nên mình niệm Phật như vậy mà cái tâm sân của mình cũng vẫn chưa có lắng động được, sự sục sôi trong tâm mình vẫn còn. Chứng tỏ là những cái ác pháp này nó đã ngâm tẩm chúng ta rất là nhiều, và chúng ta không biết cái cách để làm giảm bớt những cái ác bất thiện pháp này. Chính bây giờ mình niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng rồi mà ác thiện, bất thiện pháp này vẫn còn cứ ngự trị xâm chiếm tâm của chúng ta.
Như vậy thì Đức Phật này muốn dạy về cái sự suy niệm về ân đức Tam Bảo và suy nghĩ về những cái nội sắc nội như là lỗ tai, như là con mắt, như là lỗ mũi, như là miệng, như là thân, như là tâm chúng ta đó, những cái ngõ để tiếp nhận những cái đối tượng, và những cái đối tượng đó thương thích hay là không biết bằng tham sân si đó, đó là những cái hiện tượng dẫn đến cái sự tái sanh trong tương lai vào những cái khổ cảnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Ngài Sariputta, Ngài thuyết giảng như vậy và Ngài nói về những cái hiện khởi của ngũ quẩn, sắc quẩn là như vậy, là thọ quẩn, cái sự cảm giác của mắt đối với cảnh sắc, tai đối với cảnh thinh, mũi đối với cảnh khí, miệng đối với cảnh vị, thân đối với cảnh xúc, ý đối với cảnh pháp. Như vậy thì khi mà mình quán xét căn cảnh và thức, nếu mà nhãn căn nên những người chết mình có khóc họ cũng không có biết, cái người chết họ có mắt nhưng mà không có tâm nhãn thức, họ có tai nhưng mà không có tâm nhĩ thức, họ có mũi không có tâm tỷ thức, họ có miệng không có tâm thiệt thức. Họ nói chung là cái sắc đó nó không còn có cái danh tục sinh ở trong đó, nên mình gọi là sắc mạng quyền để duy trì cái thân mình, nhưng mà danh mạng quyền là duy trì cái tâm của mình. Và người đó không có mạng quyền, có nghĩa là danh mạng quyền, cái sắc mạng quyền, nên người đó gọi là cái chỉ là sắc tứ đại thôi, chứ không gọi là chúng sanh là như vậy. Như vậy thì sắc chứ được quán xét là vô thường, là khổ, là vô ngã, là biến hoại, là đổi thay, không bền vững, sắc uẩn là như vậy. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được ngài cái bài kinh Đại Kinh Dấu Chân Voi này đó, là chỉ sự tập hợp của tất cả chúng sanh, cõi dục, cõi sắc hay cõi vô sắc, hay là chúng ta gọi là 31 cõi, cũng chỉ có danh và sắc. Chỗ nào có danh sắc đầy đủ thì chỗ đó có những cái giác quan đầy đủ. Những vị phạm thiên mà cõi cao đó thì họ có mắt, có tai và có thân, nhưng mà họ lại không có những cái sự hệ lụy. Họ chỉ có mắt để mong thấy Đức Phật, có tai chỉ mong nghe chánh pháp, có tâm để mong đoạn trừ những cái phiền não. Những vị phạm thiên sắc giới là như vậy. Còn chư thiên dục giới, ở trong các cõi dục giới như là cõi người và bốn cõi khổ, nói chung vô bảy cõi vui dục giới là sáu cõi trời, cõi người và bốn cõi khổ là cõi dục giới, cõi sắc giới là 16 cõi sắc giới, cõi vô sắc là bốn cõi vô sắc. Thì như vậy Đức Phật ngày giảng, hay là ngày Sariputta ngày nói về cái bài kinh Đại Kinh Dấu Chân Voi này đó, thì hiện tượng của chúng sanh, hiện tượng của sự chấp thủ, đó là phiền não luân hồi, ái thủ và vô minh. Ái là cái, bởi vì quý vị thấy vô minh và ái đó là hai gốc, nếu mà hai gốc bậc tâm á, luân hồi ba cõi luôn nằm ở đâu? Bởi vì khi mà chúng ta vô minh mà hành nó là nhân quá khứ, thức là cái quả hiện tại, thức đi vào trong thai bào tạo dịch thành danh sắc là thân và tâm, và lục nhập là sáu nội xứ được hình thành trong thai bào của người mẹ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Lục nhập thì có lục xúc, mắt thì có nhãn xúc, tai nhĩ xúc, mũi nhĩ tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Xúc thì có nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Thọ thì có tưởng, sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Như vậy thì cái hình thành của căn cảnh và thức á, được Đức Phật ngày thuyết giảng, ngày trình bày đó là rõ ràng như vậy. Khi nào đó mà chúng sanh nào có hữu, có duyên cho sanh á, thì có già đau và chết, không thể nào tránh khỏi. Chỉ có khác hiện tượng là Đức Phật nói rằng ngũ quẩn niết bàn hay là phiền não niết bàn. Nếu mà vị đó còn cái thân thì gọi là ngũ quẩn niết bàn, phiền não đã đoạn trừ. Nhưng mà khi mà bỏ luôn cả cái ngũ quẩn đó thì chúng ta gọi là ngũ quẩn niết bàn, là không còn sắc quẩn nữa, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng không còn, phiền não cũng không còn. Như vậy thì khi mà mình hiểu được cái quán tưởng để thấy được cái nhân duyên chúng sanh hình thành và chấm dứt cái sự luân hồi đó, đó là một cái sự giác ngộ của Đức Phật, một cái sự thuyết giảng tối thượng của bậc đạo sư khi thuyết giảng và trình bày về cái sự hình thành của chúng sanh và đưa đến cái sự đoạn diệt khi mà quán tưởng tu tập như vậy, để đoạn trừ những cái tham ái trong sắc ái, thinh ái, khí ái, vị ái, xúc ái, pháp ái, trong sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng,
liên hệ đến tưởng điên đảo, hay là do tâm điên đảo, hay là kiến điên đảo đó được đoạn trừ, thì vị đó sẽ như thật như chân để thấy được hiện tượng của ngũ uẩn đối với giáo lý duyên khởi, từ vô minh và hành là nhân quá khứ, thức danh sắc lục nhập xúc thọ, ái thủ hữu, sanh lão tử. Thì như vậy á, vô minh và hành á, là nhân quá khứ, hay là chúng ta gọi là ái thủ và vô minh nó là phiền não luân hồi, hữu và hành đó là nghiệp luân hồi, thức danh sắc lục nhập xúc thọ là quả luân hồi. Như vậy á, thì khi mà chúng ta hiểu được á, cái nghiệp luân hồi là gì, quả luân hồi là gì, là phiền não luân hồi là gì, thì thấy được cái giáo lý duyên khởi do Đức Phật ngài thuyết giảng, và chính cái bài kinh Đại Kinh Dấu Chân Voi này được ngài Sariputta bậc tướng quân chánh pháp đã thuyết giảng, chỉ lên cái hiện tượng của chúng sanh là như vậy. Bây giờ thì con xin chấm dứt cái buổi trình bày cái pháp thoại này với bấy nhiêu là trình bày, còn lại phần thời gian sẽ là những cái phần thảo luận của quý ngài. Bây giờ thì con xin kính đảnh lễ quý thượng tọa, và con xin gửi mic lại cho thượng tọa Giác Đẳng điều hòa phần thảo luận. Sau trong cái trường tinh tổng pháp đó, đại đức Pháp Tính, không biết đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh đại đức Pháp Tính hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi đại đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh đại đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Có là đại đức Pháp Tính không có mặt trước máy. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh Sư Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Sư Nguyên Thông, chúng ta thấy rằng thông thường khi mà người ta nói đến cái giải pháp cho đời sống thì mình phải đi tới một phương trời nào đó, mình tìm thấy được cái gì đó. Nhưng mà đối với Phật Pháp thì cái con đường giải thoát giác ngộ nó bắt đầu từ sự thay đổi về cái nhìn của năm uẩn hay là của thân tâm mình. Tại sao như vậy? Xin thỉnh Sư Thông Quang Hỷ chia sẻ với đại chúng một vài suy tư của Sư Thông về điểm này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyên Thông, con chúng luyện sư phụ có đáp án cho câu thảo luận số 1, hỏi rằng tại sao trong Phật Pháp là khi nói về con đường giải thoát thì bắt đầu là sự thay đổi cái nhìn đối với thân tâm, cái ngũ uẩn của chúng ta. Kính thưa sư phụ, cái câu hỏi này con nghĩ đó là cái cốt lõi của giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. À, tại sao? Là vì Đức Phật đã thường thường nói rằng, này các tỳ kheo, ta xuất hiện ở trần gian này để nói về cái khổ và nói về cái con đường thoát khổ. Vì vậy cho nên, kính thưa sư phụ và kính thưa đạo tràng, chúng ta sợ gì trong sống trong trần gian này chúng ta khổ là tại vì có cái năm uẩn, có cái thân này nó khổ là tại sao vậy? Là tại vì cái năm uẩn này nó vô thường, nó không phải của mình. Mà nó không theo ý muốn của mình, nó đi cái ngõ của nó chứ nó không theo mà ý của mình. Ví dụ bây giờ con 81 tuổi rồi, con muốn con trẻ đẹp và mạnh khỏe như hồi con 20-30, nhưng đâu có được. Thì khi mà đã 81 tuổi thì con có thể chết bất kỳ lúc nào. Cho nên tất cả cái gì ở trần gian này đều là vô thường và khổ. Cho nên Đức Phật nói rằng trên thế gian này có ba cái pháp ứng, tam pháp ứng là vô thường, khổ và vô ngã. Và đó là cái cốt lõi của giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì tại sao chúng ta khổ là tại vì chúng ta có mắt tai mũi lưỡi thân ý là các căn của chúng ta. Mà khi mà chúng ta thức thì chúng ta mắt tai mũi lưỡi thân ý duyên với trần cảnh bên ngoài và chúng ta tưởng cái đó là chúng ta. Nhưng mà Đức Phật giảng giải là không. Thấy là cái thấy của con mắt, nghe là cái nghe của lỗ tai, xúc chạm là cái sự hiểu biết của cái thân chứ không phải có cái người nào xúc chạm. Mà nếu biết như vậy thì chúng ta chỉ thấy biết như vậy là mình CXASSE chứ không phải là CX như là một con người. Để mà thấy đó là như là sư phụ Pháp Đăng vừa nói, hễ mà khí khai lạc khai hỷ là tham đắm, mà không khả ý khai lạc khai hỷ tại sân si. Thì cái tham đắm gì cái sân si là cái nhìn của chúng ta sai lầm. Vì vậy cho nên cái câu hỏi số 1 này, thảo luận này, tại sao trong Phật Pháp
Khi nói về con đường giải thoát thì bắt đầu là sự thay đổi cái nhìn đối với thân tâm. Thì đây là cái cốt lõi cái giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà nếu mà chúng ta hiểu biết lời dạy của Ngài, thành ra chúng ta nhìn thì chỉ là cái thấy của con mắt, chứ không phải thấy của mấy cái con tim mà của một người mà rung biết rung cảm về sắc đẹp, hay là biết sân si gì cái mà không hợp với mình. Vì vậy cho nên tất cả cái người trí mà hồi xưa đó, Khổng Tử đã nói là khi mà ông ta tam thập 30 tuổi thì ông Nhi Lập là ông ta biết lập thân đó. Ngũ tứ thập thì là nhi bất hoặc, là lúc ông 40 tuổi ông cho rằng ông không còn mê mờ sai lầm nữa. Mà ngũ thập là tri thiên mạng, thì khi mà ông ta 50 tuổi thì ông biết là cái mạng trời của ông ta là phải sướng là khổ vậy đó. Mà lục thập là nhuận, thì ông ta khi ông ta 80 tuổi thì ai nói gì ông cũng lỗ tai nghe, ông không có gì phản đối được. Thì cái đó là cái thấy của một người bên bên Nho giáo, không phải là tuyệt đối, nhưng mà thấy rằng cho thấy cái sages, cái trí tuệ ra là nó đi từ phần từ 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, không còn con không có nghe, 70 tuổi hay 80 tuổi sao không nào biết này, cho con hay để con học thêm. Vì vậy kính thưa sư phụ, tại sao trong Phật pháp khi nói về con đường giải thoát thì bắt đầu là sự thay đổi cái nhìn của thân tâm? Thì chúng ta phải biết rằng cái bài giảng học hôm nay đó là thân tâm không phải là mình, mà thân tâm nó là vô thường, khổ, vô ngã. Và thân tâm mình phải biết nó là như vậy. Cho nên Đức Phật nói nếu một cái người nào đó lấy cái cưa hai lưỡi mà cưa tay chúng ta, mà nếu mà chúng ta sân si lên thì chúng ta không xứng đáng là đệ tử của Ngài. Tại sao vậy? Là Ngài quá thương ở chúng ta. Khi mà chúng ta sân si lên là chúng ta sẽ chết trong cái sự sân si, là đi vào địa ngục. Cho nên ai làm gì làm chúng ta vẫn trơ trơ. Mà nếu mà nói như vậy mà được như vậy là không phải là dễ. Vì vậy cho nên trong tu hành là phải thực tập, phải quán sát, phải kiên trì, phải có những cái can đảm và có theo được, theo đúng cái sự hiểu biết, cái trí tuệ của mình đã học được từ giáo pháp, từ nghe giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu mà chúng ta học mà chúng ta biết như vậy nhưng mà không, chúng ta làm ngược lại là chúng ta không xứng đáng là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì vậy nơi thưa sư phụ, cái con rất là tán thán và rất là hạnh phúc được thảo luận câu số 1 mà sư phụ đã nói lên tại sao trong Phật pháp mà khi nói về con đường giải thoát thì bắt đầu là sự thay đổi cái nhìn đối với thân tâm năm quận của chúng ta. Kính thưa sư phụ, đó là những điều mà con cảm nhận được. Nhưng mà kính thưa sư phụ, con là một chúng sanh vô minh, những lời nói của con thì không có thể mà nói là đúng, là tại vì một người vô minh nói ra thì từ cái vô minh vậy. Con xin trao lại mai cho sư phụ để sư phụ giảng giải thêm những người lời con nói không đúng, và chân thành tri ân chư vị đã lắng cho nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú, kính thưa sư Nguyên Thông, đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh đề của Tính trả lời cho cô thưa được số 2. Đại đức Pháp Tính, tại sao trong Phật học có khi chúng ta nói đất nước lửa gió đó, như là ở trong một hạt vi trần thì cũng có đất nước lửa gió, ở trong một giọt nước cũng có đất, cũng có nước, cũng có lửa, cũng có gió. Tức là chúng ta nói được một cái khái niệm hoàn toàn xa lạ. Nhưng mà trong bài kinh này thì Tôn giả Xá Lợi Phất lại đề cập đến tứ đại. Có những đoạn nghe rất là bình thường. Ví dụ lửa, thì ngày này đề cập đến lửa rừng, lửa đốt vân vân. Rồi gió, đề cập đến bão tố vân vân. Thì tại sao có lúc mà đề cập rất là khác biệt, và có lúc lại rất giống với quan điểm thường thức như vậy? Xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Tích. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đạo, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tỳ Tri cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Qua câu thảo luận số 2 này thì ở trong cái nội dung câu thảo luận số 2 này nói rằng là có lúc sẽ đề cập đến
tứ đại với một cái khái niệm rất là xa lạ. Có nghĩa là đề cập đến là trong trong một cái vật gì đó, trong một giọt nước nó cũng có đất nước lửa gió ở trong, hoặc là trong một cái hạt, hoặc là một cái cục đất nó cũng có đất nước lửa gió trong đó. Còn ở trong cái bài kinh này thì lại đề cập đến gió là những cái cơn bão, hoặc là những cái cơn cuồng phong, hoặc là lửa là lúc một cái cuồng, hoặc là đồi cái làng là bị bốc cháy. Thì tại sao có những cái sự đề cập nó khác biệt như vậy? Thì quý vị thấy rằng là do tùy theo cái hoàn cảnh mà nói. Khi mà chúng ta đề cập đến những cái tính chất, thí dụ như chúng ta nói về đất nước lửa gió mà chúng ta nói theo chân đế đó, thì chúng ta đề cập theo cái tính chất. Tại vì lúc đó thí dụ như bây giờ một người mà niệm về một người mà tu tập quán về bốn đại thì cái vị đó sẽ có cái cách những cái gì ở trong thân này mà nó thuộc về cứng và mềm thì nó thuộc về đất. Rồi những cái gì mà ở trong thân này nó thuộc về cái sự mà kết dính quấn tụ thì đó là nước. Rồi những cái gì mà nó có tính chất là nóng và lạnh thì nó thuộc về cái chất lửa. Những cái gì mà nó làm cho di chuyển căn phòng vân vân thì nó thuộc về chất gió. Nếu mà một đang tu tập quán về bốn đại thì cái vị đó sẽ chỉ cần biết được cái tính chất cái pháp nó là như vậy, cái sự vận hành hoặc là cái tính chất của pháp là như vậy, thì cái vị đó sẽ nắm cái đề tài đó để mà làm cái đề tài thiền quán. Còn ở trong cái bài kinh này đó, thì quý vị thấy rằng là nói về đại kinh dấu chân vô thì coi như là nó phải có từ thấp đến cao, từ xa đến gần, có nghĩa là sẽ trình bày giảng dạy về những cái gió ở bên ngoài, gió ở bên trong, hoặc là lửa ở bên ngoài, lửa ở bên trong đó, thì coi như là từ thấp cho đến cao, từ xa cho đến gần đó. Thì quý vị thấy rằng khi mà phân tích đến tột cùng thì nó cũng mang cái tính chất là thí dụ như gió là cũng căn phòng, cũng phòng xẹp cũng căn phòng, rồi đến đất cũng cứng mềm. Thì quý vị thấy rằng ở đây cũng do cái đối tượng mà đang nghe thì sẽ trình bày cái đối tượng từ cái thấp đến cao, từ cái cách quan sát, thí dụ như là mình nhìn mình quan sát cái dấu chân voi nó như thế nào. Thì đối với cái sự tu tập mình quán pháp cũng vậy, từ thấp đến cao, từ xa đến gần. Thành ra đó quý vị thấy rằng là ở trong những cái bài kinh khác thì nói về cái thực tính hoặc là cái tính chất, còn ở trong cái trường hợp này sẽ nói về cái khái niệm từ xa trước rồi dần dần đi đến cái mức gần lại, thì cuối cùng là cũng đưa về cái tính chất là cái thực tính của cái pháp, để cho cái vị hành giả tu tập quán xét cái đó thấy rằng là cuối cùng nó chỉ là bốn đại, đất nước lửa gió. Thành ra cái vị đó sẽ mới thấy được cái tính chất vô thường, cái tính chất khổ, cái tính chất vô ngã của nó, và cuối cùng nhờ như vậy mới đắc được đạo quả, do thấy được cái tính chất nó là có cái sự mà tan rã biến ngoại đó, thì mới mới có cái khả năng đắc được đạo quả. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này đó thì chúng tôi muốn kết lại là ở trong những cái bài kinh khác thì nói về cái thực tính nó như vậy, còn ở trong cái bài kinh này thì nói về từ thấp đến cao, từ xa đến gần, rồi cuối cùng cũng gom lại là vô thường và khổ vô ngã, để cho cái vị hành giả quán và thấu triệt được những cái pháp này, để cuối cùng đạt được đạo quả.
Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận số 2 này. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Phật Thầy ạ. Sa thủ cái trình để pháp tính thượng tọa pháp tăng ấy thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa đang có thể trở lại để trả lời cho câu thảo luận số 3 thì xin thượng tọa. Dạ, thưa Pháp Tăng, ở trong cái định nghĩa về khổ thì chúng ta thường nghe là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn không được là khổ, sầu bi khổ đảo là khổ. Nhưng mà có một câu sau cùng đó, là nói tóm lại, năm khẩu quẩn là khổ. Cái chuyện nói tóm, cái mệnh đề, cái cụm từ nói tóm lại, tức là nói chung. Như vậy tại sao Đức Phật gọi năm thu quẩn là khổ, xin kính thỉnh thượng tọa qua nghị giải thích rõ về điểm này. Alo. Khi mà nói về sanh lão bệnh tử khổ đó, hay là nói đến nhiều, Đức Phật ngày trình bày rất là nhiều cái mình thấy, mình nghe bữa hôm trước mình học đó, ví dụ mình đói, khát, ngủ, nghỉ, tắm, rửa, đại tiện, tiểu tiện, đó là những cái nỗi khổ mà mỗi ngày mình phải có. Cái khổ sanh hay khổ già đó, nhiều khi mình nói già nó mình không thấy, mình chưa già, mà mình nếu mình quán xét cái khổ mà phải ăn uống mỗi ngày, đại tiện tiểu tiện mỗi ngày, tắm rửa mỗi ngày, ngủ nghỉ mỗi ngày. Mình thấy mình nếu mình dùng cái tâm mình quán xét thì Đức Phật ngày trình bày vậy, nó rất là gần gũi mỗi ngày mà ai cũng có thể quán xét được. Nhưng mà khi mà nói đến ngũ thủ quẩn á, vì Đức Phật thì thuyết giảng cho người có tâm, có nghĩa là ai cũng có tâm để hiểu biết cái này á, mà nếu không chịu hiểu biết thì thật sự là mình không biết mình phải nói sao. Bởi vì khi mà cái khổ sanh, thấy nhiều khi có nhiều cái câu chuyện mà trên Facebook họ nói đó, bà mẹ có mấy đứa con trai, bà sao cuối cùng bà chỉ nói rằng mẹ khổ nhất trong cuộc đời của mẹ đó là mẹ sanh ra mấy đứa con. Bà nói như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng á, cái khổ nhất bà nói rằng bà sanh ra mấy đứa con, thì khi mấy đứa con đó, phải bà lo nó từ nhỏ cho tới lớn lên, mà bây giờ bà chết rồi mà nó cũng chưa có được như ý của bà nữa, nên bà nói rằng cái khổ nhất của mẹ là sanh ra mấy đứa con. Thì khi mà chúng ta nghe nói rằng nhé, bởi vì khi một người có sanh ra, ở trong kinh Tương Ưng cũng có nói, mà khi mà có sanh ra có bao nhiêu nỗi khổ. Tại vì mình nói rằng tôi khổ vậy, khổ vậy, khổ vậy, đều là do mình sanh ra có mặt, mình có những cái giác quan, mình có mắt, có tai, có mũi, có miệng, có thân, có tâm, thì mình sẽ xúc chạm với sắc, thinh khí vị xúc, rồi mình gặp được những cái sức chạm không vừa lòng của mình, như là lũ lụt, thiên tai, động đất, sóng thần, trộm cướp, quả hoạn, binh đao, rồi vũ khí hạt nhân. Bởi vì khi mà mình nói là mình có, nếu mình có tâm, mình suy nghĩ cái nỗi khổ đó, thì thật sự ra thì do mắt mình thấy, do tai mình nghe, mũi mình ngửi, miệng mình nếm, thân mình xúc chạm, tâm mình suy nghĩ. Thì Đức Phật lại nói cho người có tâm, nghĩa là chúng sanh là hữu duyên, chúng sanh là có nghĩa là có danh sắc, có thân tâm, chúng sanh biết thức để biết, biết cảnh, bởi vì thức là gì, là biết cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, vị, cảnh sức, nên gọi là cái biết đó mình gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, là như vậy. Nhưng mà Đức Phật nói rằng cái biết đó thuộc kỳ danh quẩn, nó thuộc kỳ thọ quẩn, nên thường thường mình ưa nói tâm hành là thọ quẩn, khẩu hành là tầm tứ, thân hành là hơi thở. Thật sự cái tâm của mình là thọ tưởng, bởi vì mình có nhãn thọ, nó có sắc tưởng. Chính như vậy là muốn nói đến thọ tưởng, cũng muốn nói đến bốn danh quẩn không rời nhau được, quý vị. Hễ lúc nào có thọ quẩn thì cũng có tưởng quẩn, cũng có hành quẩn, có thức quẩn. Hễ lúc nào có thức quẩn thì có thọ quẩn, tưởng quẩn, chứ không thể nào tách rời ra được. Nên nó khi một người mà nghe Phật Pháp mà gọi là mình hiểu biết rõ ràng á, chứ còn mình không có hiểu biết mà mờ đó, cũng như ông Thọ Mộc Thanh Trá với cái người cái vị tỳ khưu đó mà cãi nhau nói về một thọ ba thọ đó, thật sự những vị đó không có hiểu toàn diện. Nếu khi mà hiểu toàn diện á thì Đức Phật ngày nói một thọ
cũng có nữa. Như là thiên chủ đích thích này nói rằng thọ là sanh thiện nên gần, thọ hỷ hay là thọ ưu hay thọ xả nằm sanh thiện thì nên gần, để bất thiện gia tăng nên trừ, để thọ nào mà bất thiện thì trừ nó đi. Thọ nào cũng vậy hết. Thì khi mà Đức Phật thì nói cho thiên chủ đích thích này, tưởng nào sanh thiện nên gần, tưởng nào bất thiện gia tăng nên trừ, hãy cái tưởng nào cũng vậy, hãy sanh thiện thì nên gần, hãy mà bất thiện thì nên trừ. Đó là một cái cách mà Đức Phật nói tổng thể, tổng thể nói một cái pháp mà. Bởi vì có nhiều người, quý vị cũng thấy, chúng ta thấy có nhiều vị địa khu nói nhiều nhiều giới con không học được. Đức Phật này nói giới thôi, ngài nói giới thôi, ngài nói thọ nào sanh thiện, tưởng nào sanh thiện, vậy là mình hành vậy thôi, hành tới suốt đời thôi. Thì cũng như vậy đó, khi mình học quán tưởng về địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không quả đại đó, rồi mắt tai mũi lưỡi, hoặc là vô thường khổ vô ngã đó, cũng để cho tâm thiện sanh khởi thôi. Nên thường thường quý vị thấy tâm thiện nó làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc, rồi tâm đạo tâm quả sanh lên. Khi mình quán danh sắc á thì nó có tâm thiện nó làm việc đó, rồi nó cuối cùng nó hành xả tuệ, rồi chuyển tộc tuệ đạo tuệ quả tuệ, trở thành vị thánh tu đồ quần. Chính vì điểm đó nên là chúng ta biết á, mình nói mình tu tập đó, thì mình thấy rằng khi mình suy nghĩ về Phật, Đức Phật á, mình thấy như vậy. Thì Đức Phật nói ngắn gọn này, năm thủ quẩn, tại vì á hễ mà có sắc á thì danh nó đương vào sắc. Ví dụ mình nói rằng sanh là khổ, mình nói cái người này khổ là cái người này họ có mặt đời họ khổ, họ mắt thấy tai nghe họ khổ như vậy. Thì cái mắt thấy tai nghe đó thuộc cái gì mà thuộc về thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thuộc về danh quẩn. Còn cái sắc là sắc quẩn. Nên khi người đó chấp thủ á thì chấp thủ thủ quẩn là khổ, là khổ là như vậy. Cái người chấp ngũ thủ quẩn là không thể nào không khổ được, chắc chắn là như vậy. Nên khi nói ngũ thủ quẩn là khổ là như vậy. Bởi vì cái sắc thủ quẩn á, trong đời nào mình có chấp thủ á, cũng sanh làm người vô tưởng, hoặc là người vô sắc, hay là người hữu danh hữu sắc, thì cũng là ngũ quẩn thôi. Sắc quẩn là, hoặc là danh quẩn là, hoặc là danh sắc, trong tam giới là như vậy thôi. Tại khi mà Đức Phật nói ngũ thủ quẩn, ngài nói bao tất cả. Nên ngài thuyết pháp đó, cái khi mà ngài thuyết pháp đó, ngài nói ngũ thủ quẩn đó, thì dù là chư thiên phạm thiên gì cũng giống như đang nói với mình vậy đó. Mình có sắc có danh nè, mình biết mình chấp thủ cái đó là mình có ái có thủ. Thì ái thủ này phải do vô minh hữu và hành, năm nhân này nó sẽ đưa đến thức danh sắc lục nhập xúc thọ tương lai thôi. Như vậy á thì người dù là người hay là chư thiên phạm thiên gì, Đức Phật ngài thuyết về ngũ thủ quẩn đó, họ cũng biết rằng mình cũng có sắc, cũng có thọ, cũng có tưởng, cũng có hành, cũng có thức. Thành ra chúng ta thấy chúng sanh là có danh sắc mà, Đức Phật ngài thuyết giảng cái đó là sự thật. Nên chúng ta gọi là chân đế đó, nhưng mà chân đế hữu vi, còn Niết Bàn là chân đế vô vi. Như vậy là cái sự thật này đó, dù là Đức Phật á, mình không hiểu theo sự thật này, một người nào hiểu theo sự thật nó cũng là sự thật. Dù 1.000 người không hiểu sự thật này, sự thật nó cũng vẫn là sự thật. Chứ không phải vì 1.000 người không chịu hiểu nó không phải là sự thật, nó là sự thật mà. Thì cũng như vậy đó, ngũ thủ quẩn đó là cái sự khổ luân hồi. Chắc chắn người nào mà tiếp diễn luân hồi là người đã chấp chặt vào ngũ quẩn này, ngũ thủ quẩn này mà luân hồi hoài thôi. Khi nào hiểu được ngũ thủ quẩn đó là cái sự cột trói, bởi ái mạnh thành thủ mà, thủ thì duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, hễ sanh là duyên cho già, đau và chết thôi, sầu bi khổ u ai thì không thể nào thoát khỏi được hết. Thì ở trong cái câu hỏi số 3 thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic cho thượng tọa. Chào thú cái trường thủy tổ Pháp Đồng. Thú vị hôm nay không có nhiều vị giảng sư, do vậy sau lời chia sẻ của thủy tổ Pháp Đồng để được tính sự nguyên thông thì cũng xin tiếp lời với quý ngài để nói thêm. Ở đây thì chỉ xin được tóm tắt một số điểm quan trọng trong bài kinh này. Trước nhất thưa quý vị, tôn giả Xá Lợi Phất đưa ra hình ảnh dấu chân của voi là một dấu chân rất lớn, mà ở trong rừng tất cả các dấu chân của con vật đều có thể bỏ để nằm lọt ở trong dấu chân của voi, tại vì dấu chân của voi lớn nhất. Thì ngài dạy rằng nói về tất cả những lời Phật dạy thuộc về pháp đó, giáo pháp đó, thì tứ đế là có một cái tầm cỡ, một cái chiều kích
rộng đến độ mà tất cả giáo lý, tất cả lời dạy, ví dụ Đức Phật ngày dạy về bố thí, trì giới, thiền định, ngày dạy về kinh luật, vi diệu pháp, vân vân, tất cả những pháp đó đều có thể nằm ở trong tứ đế. Và khi ngài nói đề cập đến tứ đế như vậy đó, thì cách hiểu bình thường của người ta hiểu là Phật pháp dạy về sự khổ và con đường thoát khổ. Nhưng mà sự khổ ở đây thì bao gồm cả sự khổ và nhân sanh khổ. Con đường thoát khổ đây bao gồm luôn cả diệt đế và đạo đế. Thưa quý vị, khi mà đề cập đến cái khổ của kiếp nhân sinh, thì nếu chúng ta đọc kỹ lại lời Đức Phật dạy về sanh già đau chết, về thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được, sầu bị khổ ưu não, thì tất cả điều đó đó nó đều dựa lên trên một cái cơ sở là năm thủ uẩn. Năm thủ uẩn tức là năm cái pháp tạo thành do thủ, mà cũng là đối tượng của chấp thủ. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là nếu quý vị không có nhà cửa con cái thì thôi, nhưng mà có nhà cửa con cái đó thì luôn luôn nó phải gắn liền với hai cái chữ gọi là của ta. Và khi nó là của ta thì nó hoàn toàn khác. Lấy ví dụ như là một cái vật ở ngoài đường của chính phủ mà bị xe đụng vào, nó bị vỡ, nó bị gãy, thì mình không có đau, không có sót. Nhưng mà cái gì của mình mà nó bị hư, bị gãy thì thưa quý vị, mình cảm thấy sót tại vì nó liên quan đến cái của ta. Và ngày sau thì phát phương cái pháp thoại tương đối là ngắn, nhưng mà ngày lại gồm ở trong đó có hai cái ý chính. Là thứ nhất là chúng ta phải đặt lại cái nhìn của mình đối với thân này. Tại vì sao vậy? Tại vì cái bản chất của năm uẩn là cái pháp thành do thủ, nhưng mà gọi cũng là pháp của cảnh thủ. Pháp thành do thủ tức là nó do cái sự chấp trước trong đời quá khứ và hiện tại bây giờ là cái mà chúng ta cũng đang chấp giữ. Đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Thưa quý vị, ngài đưa ra một cái trường hợp rất là cụ thể, không có nói cái trường hợp, ngài đưa ra cái thân của chúng ta là thân tứ đại, có đất nước lửa gió. Và chúng ta thường nói đó là đất nước lửa gió thường được đề cập đến trong ba cái phạm trù. Một á, là cái phạm trù mang tính cách vĩ mô, tức là đất là cái gì thô phù cương cứng, nước là cái gì mà nó quấn tụ các cái đơn vị cực vi của vật chất, và lửa đó là cái nhiệt lượng mà chúng ta thường gọi nóng lạnh, nhiệt lượng mà trong trong vật lý ngày hôm nay gọi là energy, tức là năng lượng. Và gió đó là sự di động, cái sự vận hành. Ví dụ trong một hạt nguyên tử thì nó có cực âm, cực dương, luôn luôn nó di động, nó không đứng yên một chỗ. Thì tất cả những đơn vị vật chất đều có bốn cái hiện tượng là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Tuy nhiên, khi mà chúng ta nói như vậy thì nghĩa là trong một hạt vi trần á, nó đều có cả cái bốn cái hiện tượng vật chất đó. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nói với một phạm trù khác á, là chúng ta nói phạm trù nội thân của chúng ta. Và nội thân chúng ta thường thức, ví dụ đất á, là gồm những vật gì nó cứng mềm, ví dụ như là tóc, lông, móng, răng, da. Rồi chúng ta nói về nước á, là mật đàm, mũ máu, là chất loãng. Và chất loãng, đất là chất rắn và nước là chất loãng. Và chúng ta nói về lửa là chúng ta nói về chất ấm. Chất ấm tức là như là lửa tiêu hóa thực phẩm, và lửa trong 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 thân, lửa ở trên ốc chẳng hạn, cái hơi ấm trên ốc chẳng hạn. Thì đất nước lửa gió thì hỏa đại đó là chất ấm. Và cái chất gọi là phong đại là chất khí, ví dụ như hơi mình ở hạ phong, hơi thở ra vào cái đó là chất khí. Và có một cái
ở đây một cái phạm trù khác, mà ngoài cái phạm trù của nội thân chúng ta là phạm trù của cái thế giới bên ngoài mà chúng ta thường thấy. Đất đó là sơn hà đại địa, đó là núi, đó là đồi, đó là con đê, vân vân. Đất nước chúng ta nói là sông, rạch, ao, hồ, biển cả. Lửa chúng ta nói đến trận cháy rừng, chúng ta nói lửa bếp, lửa người ta thờ, nói chung là lửa. Và gió đó là chúng ta nói đến gió mát, gió heo mai, chúng ta nói đến phong ba, bão tố, đó là cái hiện tượng của gió. Thì cho dù nói ở bất cứ phạm trù nào, phạm trù ngoại thân hay nội thân, hoặc chả là về bản thể, thì thưa quý vị, tất cả những hiện tượng của bốn đại đó, nó đều mang cái đặc tính là không đứng yên một chỗ. Không đứng yên một chỗ. Có bao giờ mà chúng ta thấy gió mà đứng yên chỗ bao giờ đâu? Và có bao giờ mà chúng ta thấy rằng tất cả những hiện tượng của tứ đại mà đứng yên một chỗ? Có một điểm như vậy là đôi khi cái ảo giác về thời gian nó khiến chúng ta có cảm tưởng là cái núi luôn luôn là núi, nước luôn luôn là nước. Nhưng mà kỳ thật không phải như vậy. Người ta nói đến những cái lục địa, những cái đại lục xa xưa, ngày xưa đã có thời mà Phi Châu và Mỹ Châu gắn liền với nhau. Thế giới này là một cái khối, một đại lục bây giờ tách ra nhiều châu lục. Đã có một thời Ập Sơn là biển, đã có thời Rocky Mountain ở Denver đó là biển, và đã có một thời có những cái một cái đại lục nằm gần New Zealand đó, nó là đất, nhưng bây giờ nó chìm xuống nước. Thì thưa quý vị, tất cả những hiện tượng đến đứt lửa gió ở bên ngoài đó, nó đều thay đổi, nó đều biến dịch. Một cái ví dụ rất là hiển hiện là chúng tôi sống ở tại Houston ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, buổi sáng trời yên gió lặng, nhưng mà ngày đó ngày mai này bão lớn sẽ đổ bộ vào bờ và có thể ảnh hưởng nhiều ở tại Houston. Thì vì nào đã sống qua những cơn bão, quý vị biết rằng khi mà bão đến thì cái gió nó khủng khiếp lắm thưa quý vị. Gió mà mình ngồi ở trong nhà mà nghe nó rít, gọi là gió hú qua cửa sổ. Và cái gió rít đó nó là một sự đe dọa rất lớn. Và sau khi cơn bão đi qua rồi thì không biết bao nhiêu là cái tổn hại về nhân mạng mà người ta thống kê. Thì bây giờ nói như vậy là nói đến đất nước lửa gió thì Đức Phật ngài dạy rằng nó không đứng yên. Nó không đứng yên. Dù là một cái chuyện xấu nhất, dù chuyện đẹp nhất, rồi tất cả rồi sẽ đi qua. Chúng ta ngồi nhìn lại ở trong cuộc đời của mình, và những ai trải qua bao nhiêu cái thăng trầm của cuộc sống đời đổi, có đôi khi chúng tôi đi trên những con đường. Thưa quý vị, ở tại Houston có một cái nơi mà gần ở chùa Pháp Luân cũ đó, có cái tiệm gọi là Sears. Vì nào mà qua bên Mỹ mấy chục năm rồi đó, quý vị biết ngày xưa Sears là một cái cửa hàng bách hóa bán lẻ nổi tiếng của Mỹ. Chúng ta lên trên Chicago, nó có Sears Tower, là một cái cao ốc rất là lớn, nổi tiếng một thời. Thì thứ vì cái điểm Sears mở ở trong downtown Houston đó, đó là một cái di tích, tại vì nó đã có từng một thời là lưng cả thành phố Houston, mà người ta muốn đi mua sắm đó. Cái gì mà bảo đảm như Craftsman Tools ta thường đến tiệm Sears. Thì bây giờ Sears từ đóng cửa, và cái tiệm đó bây giờ họ bán thì họ đập bỏ. Mình đi ngang, mỗi lần đi ngang cái lần thấy đúng là vô thường. Cái thời kỳ cực thịnh mà bây giờ nó lại biến mất. Như đừng nói chi Sears còn quá xa. Chúng ta nhớ cách đây mười mấy năm thì những cái công ty điện thoại như là Nokia, BlackBerry hay là Motorola là những cái bậc tiền bối ở trong làng điện thoại, mà bây giờ những cái hiệu nó dần dà tan biến. Đó là sự vô thường, cái sự vô thường cuộc sống. Và ngoài cái chuyện mình quán về vô thường thì ngài Sư Bú Tá ngài còn lưu ý một điểm nữa là khi mà chúng ta nhận ra được giá trị của Phật pháp tăng thì chúng ta nên đi đến một cái ý nghĩ rằng cái giá trị đó cao quý vĩ đại, nhưng mà mình có bao nhiêu thì giờ trong cuộc sống để chúng ta có thể đem những cái giá trị đó vào trong tâm mình. Thời bây giờ là thời mà chúng ta đang sống với đại dịch,
chúng ta bị lây nhiễm bất cứ lúc nào, chết bất cứ lúc nào, không không biết được là nó càng mỏng manh, hay là chúng ta đang sống giữa phong ba bão tố và cái thời gian mà ngắn ngủi của mình còn có được, thì liệu rằng chúng ta có thể thắp sáng được ân lành của Phật, của Pháp, của Tăng trong lòng chúng ta không? Thì điều đó, đó nó sẽ tạo chúng ta có sự tin đó. Dạ. Nếu nếu chúng ta suy nghĩ cho kỹ, thì thứ vị thời Đức Phật còn tại thế đó, không phải giống như chúng ta ngày hôm nay là mình bệnh đó, thì kêu xe cứu thương tới, đau thì có thuốc chữa. Ngày xưa những đệ tử Phật sống ở trong rừng, sống một cuộc sống rất là gần với thiên nhiên, đau đớn bệnh hoạn, thời đó ít bao giờ nó nghĩ là bệnh mình đi chở đi bệnh viện, thường là bệnh là chịu đựng hay là uống một ít thuốc nào đó. Thành ra cái tuổi thọ của người ngày xưa đó, đôi khi chết vì bệnh rất là nhiều. Thì một cái người tu tập bắt cũng nên nghĩ rằng cái chết có thể mới đến với ta bất cứ lúc nào, cũng như chúng ta đang sống trong thời đại này vậy. Và khi mà mình biết được tam bảo, biết giá trị của tam bảo, thì mình tinh tấn nỗ lực, đó là một cách. Và quán vô thường cũng là một cách, mà mình từ cái vô thường mình niệm ấn tam bảo cũng là một cách khác. Và Xá Lợi Phất ở đây ngày cũng đặc biệt dạy cho chúng ta thấy rằng cái giá trị tương đối của tất cả mọi thứ là của căn cảnh và thức. Cái giá trị của cảnh là như thế này, là bộ quần áo đó mình thấy năm nay nó đẹp, nhưng mà nếu mà mình xếp lại một cách trung tủ vài năm sau mình mang ra đó, thì mặt người ta cười mình tại vì nó không hợp thời trang được. Cái kiểu xe mà mình cảm thấy rất là đẹp vài ba năm nữa đó, mình chạy nó không còn nổi bật nữa tại vì nó trở nên tầm thường. Cái đó là cái sự vô thường của cảnh. Sự vô thường của căn thì sao? Bây giờ thưa quý vị, chúng ta có rất là nhiều thứ, nhưng mà rồi mình già, khi mình già rồi đó, thì tất cả điều đó đó nó đều vô nghĩa hết. Chúng tôi có biết một Phật tử ở chùa, vị này rất là thích đi cắm trại, đi ở ngoài trời, sinh hoạt ngoài trời, đi vào rừng xuống biển. Ở Rungara mua đủ thứ đồ hết, nào là mấy cái chiếc xe trượt nước, nào là mấy cái xe địa hình, rồi lều, rồi đủ thứ hết. Nhưng mà một ngày vị đó bị bệnh, và sau khi bị bệnh thì vị đó không đủ sức để sử dụng những thứ nữa. Mà bây giờ hồi phục rồi thì lại là dưỡng sức chứ không còn đi chơi như ngày xưa nữa. Thì vị này nói rằng bán thì nó ổn, tại bán có bao nhiêu tiền, nhưng mà giữ không biết làm gì. Những quý vị thấy không? Cái những cái mình có là những cái rất là tốt, nhưng khi cái thân mình nó già rồi, cái căn mình như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mình nó không có được hưởng cái đó nữa, thì nó cũng mình cũng phải bỏ nó thôi. Yeah. Chúng ta tạo ra cái gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời này, rồi để làm gì? Rồi để chúng ta bỏ lại sau. Chúng tôi nhớ rằng ở Mỹ này không biết có nhưng ngôi chùa xây cất rất là đẹp, mà bản thân của chúng tôi là biết những cái vị trụ trì, biết những cái vị viện chủ đó bỏ bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu công sức đến nỗi mà xây xong cái chùa chết đi. Rồi mỗi lần chúng tôi trở lại thăm những ngôi chùa đó, thật ra thì chúng tôi cũng có phần tán thán là ồ, các vị đã tạo một cái cảnh chùa cho người đời sau. Nhưng mà chúng tôi cũng phải nói rằng cái công khó mà bỏ ra cả cuộc đời chỉ để xây một ngôi chùa rồi chết đi đó, thì thật ra nó cũng ổn thật. Nếu mà chúng ta bỏ thì giờ đó để làm một việc khác như là tu học đó, thì có lẽ chúng ta lợi lạc hơn là bỏ công xây dựng một ngôi chùa. Không phải chúng tôi nói như vậy là chúng tôi chê các vị đó, chúng tôi phủ nhận các vị đó. Nhưng mà quý Phật tử cứ tưởng tượng đi, mình không bỏ cuộc đời cũng bỏ mình, cuộc đời không bỏ mình cũng bỏ mình. Mình bỏ ra rất nhiều công sức cuộc sống mà chỉ lo xây dựng một cơ sở, rồi một khi mình già, mình chết hay mình bệnh, mình bỏ ra đi rồi, thì nếu chúng ta nghĩ là nó vô nghĩa không? Và chúng ta phải thấy tất cả điều đó là một cái sự giả hợp. Dạ, một sự giả hợp. Và cái đặc biệt ở tại đây, tôn giả Xá Lợi Phất muốn nói đến một cái hiện tượng mà chúng ta gọi là giáo lý duyên khởi. Dạ. Giáo lý duyên khởi ở tại đây là mọi vật nó đều bị tác động, và chẳng những bị tác động mà nó còn tác động cái khác nữa. Sự tác động này, quý vị, nó là một cái gì đó mà chúng ta sống, mà nếu chúng ta suy nghĩ đó,
thì chúng ta chỉ là một cánh bèo dạng. Một cánh bèo dạng nghĩa là sao? Cái cánh bèo ở phía sau nó đẩy chúng ta ra phía trước, rồi chúng ta lại đẩy cánh bèo ra phía trước. Vì nào mà đi xe đó mà thấy được cái chuyện gọi là tai nạn liên hoàn. Tai nạn liên hoàn là mấy chục chiếc xe đụng một lúc. Chúng tôi có một lần ở Tampa bị như vậy, thưa quý vị. Mình chạy xe đó, lúc đó mình không làm chủ được, chiếc xe sau đụng mình đụng chiếc xe phía trước. Và tức là mình vừa đụng người ta mà mình vừa bị người ta đụng liên hoàn á. Thì cái giáo lý Dương Khởi cho chúng ta thấy rằng chúng ta tác động mà chúng ta cũng bị tác động. Và khi chúng ta bị tác động, chúng ta tác động thì chúng ta là một cánh bèo dạt, bị cái sự xô đẩy của cuộc đời mà chúng ta không nhận ra điều đó. Nhiều khi chúng ta cảm tưởng rằng mình rất là anh hùng, rất tài giỏi, mình rất là thông minh, rất là vĩ đại, mình có cao kiến, mình có này kia. Nhưng kỳ thực chúng ta bị tác động hoàn toàn. Và chúng ta bị tác động hoàn toàn. Nó như là một thế giới điên đảo. Mà ở trong đó đó, chúng ta là một cánh bèo mà sống nó đẩy cánh bèo này đẩy cánh bèo kia. Giáo lý Dương Khởi là như vậy. Cái này sanh thì nó do cái này sanh, cái kia sanh, do cái này diệt thì cái kia diệt. Thì những điều này đó nó khiến cho chúng ta nhìn sự vật một cách trung thực hơn, ít có chấp thủ hơn, một cách dễ dàng hơn, và cho phép chúng ta có những giờ phút tỉnh táo hơn. Và chúng tôi thưa quý vị như vậy là ở tại Hoa Kỳ ngày hôm nay, ở toàn thế giới chứ không phải chỉ Hoa Kỳ, nhưng mà đặc biệt tại Hoa Kỳ đó, chúng ta đang có những cái xáo trộn về bệnh dịch, về chính trị, về kinh tế, về thiên tai, về nhiều thứ. Và nếu chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ bị trầm cảm. Chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ bị những vấn đề mà chúng ta không ngờ được. Chúng tôi biết là ở tại Hoa Kỳ ngày nay người ta có hiện tượng là trong một gia đình người lớn tuổi có cái quan điểm chính trị khác mà người trẻ tuổi quan điểm chính trị khác. Cha mẹ giận con giận cha mẹ vì vấn đề chính trị thôi. Nhưng mà những điều đó nó đi vào lòng, nó tạo nên những cái trầm cảm. Một cách trị liệu tốt nhất đó là chúng ta tu tập và chúng ta thấy rằng mình cũng bị tác động, và rồi khi mình bị tác động mình lại tác động người khác. Nó giống như là mình đang chạy xe mà xe sau đụng mình đụng người khác, thì cái đụng liên hoàn đó nó tạo nên cái bi kịch của đời sống. Và chúng ta phải tự tỉnh táo, chúng ta phải tự thoát khỏi cái chuyện đó. Mình phải đứng trên cái đó, mình phải vượt lên trên cái đó. Nếu chúng ta không vượt lên trên cái đó thì nó sẽ để lại nhiều hệ quả. Và một cách, nhiều cách rất là đơn giản là tại sao trong cuộc đời này nó vô thường, mình không biết sống nay chết mai, mình quá bận tâm đến chuyện đó, thì cái đó là một cách quán vô thường để mình vượt qua trầm cảm đó. Hoặc giả là ở trong đời mình nó có những giá trị quá cao cả, những giá trị quá vĩ đại, thí dụ như giá trị của Phật Pháp Tăng, tại sao mình không đem những giá trị đó thắp sáng trong lòng mình mà lại bận tâm với những chuyện hơn thua chính trị, cái chuyện mà nói cho cùng nó phải là cứu cánh đó. Thì như vậy chúng ta không yên. Hoặc giả là chúng ta cũng quán rằng những thứ đó nó chỉ là giả hộp thôi, mình nghĩ đó là chân lý bất hủ, ai đụng đến mình sống chết với người đó. Nhưng kỳ thật nó không phải vậy, nó chỉ là vấn đề nhất thời thôi. Khi mà người ta đang đánh lộn với nhau đó thì họ cho rằng ngay lúc đó cái quan niệm của mình đúng 100%. Nhưng mà khi u đầu sức tráng bị đem lên cò vót, đem cảnh sát đi về nhà rồi đó, 3-4 ngày sau nghĩ lại, thật là lúc đó mình tầm phào quá. Tại sao mà mình phải vì cái sự nóng nảy quan niệm đó như vậy mà mình đánh lắm. Thật là khi đó mình nghĩ như vậy mình sẽ giảm bớt đi. Và sau cùng cái quan niệm giáo lý Dương Khởi sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Vì vậy những điều mà Ngài Sáng Lợi Phất dạy tại đây là một bài học về tứ diệu đế. Nhưng mà Ngài dạy qua cái nhìn rất là thực tiễn, những cái áp dụng ngay trong đời sống hàng ngày. Chúng ta chịu khó đọc lại bài kinh này bằng cái nhìn thực tiễn. Ngài dạy chúng ta để áp dụng đời sống này, chúng ta sẽ thấy rằng những lời dạy của Ngài Sáng Lợi Phất, những lời dạy của Tứ Đế và đằng sau đó, nói chung lời dạy của Đức Phật đó, không phải là những triết lý xa lạ, mà đó là những gì rất là thực tiễn, cụ thể, rất rõ ràng ở trong đời sống. Tại chúng ta không chịu mở lòng, tại chúng ta không chịu đọc kỹ, và tại chúng ta không chịu nhìn lại chính mình. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Chương chư vị giảng sư đã vào trong chiếc giảng, đảnh lễ quý ngài.
Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Nam mô Bích Tha giá, dạ con xin điềm khiết cho sư Nguyên Thông, và dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông đưng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớp, sứ ngân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.
thơm